đẹp. Ramani có nghĩa là thú vị, đẹp, dễ chịu, khả ái. Còn Aranya có nghĩa là khu rừng ha. Rừng hoặc là khu rừng. Cái từ trung tính. Cho nên chia theo chủ cắt số nhiều ha. Tính từ Ramaniya cũng chia theo cùng cách với lại Aranya luôn. Rồi giáp tháp. Nơi nào, ở đâu, ở nơi nào? Trạng từ ha. Rồi ná là phân từ vô định là Ramati. Ramati hoặc như Ramati. Hai cái hình thức đó chúng ta đều sử dụng được hết. Đều là động từ hiện tại hết ha. Mang nghĩa tức là thích thú, ưa thích. Chano. Chano hay là chá ná hay như từ nam tính có nghĩa là người, chúng sanh. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chủ từ sẽ là chano ha. Và động từ hòa hợp nó sẽ là Ramati chứ không phải Ramanti ha. Vì rằng cái hình thức là Ramati này được sử dụng trong thể thơ vậy. Nó làm hài hòa âm hơn ha. Ví dụ như Yatha na Ramati na Chano. Thì này, Yatha Ramati Chano thì nó sẽ làm cho âm gọi là nó hài hòa hơn. Có một số từ ví dụ như cái một số ví dụ như cái trạng từ mà xá ha, là so we nè, so nè. So we utama puriso thì được đổi thành là xá quê ha. Rồi vitaraga. Vita ở đây tức là quá khứ phân từ của ngữ căn ý ha, có nghĩa là thoát được, thiếu hoặc là không có, thoát khỏi được đó, thiếu hoặc là không có. Còn raga ở đây tức là danh từ nam tính có nghĩa là sự luyến ái, tham tham ái hoặc như là đam mê. Như vậy là sự cắt lìa, sự cắt lìa ái ha, phải như là sự sự không có tham ái. Ramisati ở đây đó, chúng ta sẽ thấy là động từ đó là chia theo thì tương lai số nhiều ha, ngôi thứ ba số nhiều cũng là động từ Ramati nhưng mà đây chia Ramisanti ha, thì chủ từ đây sẽ hòa hợp Vitaraga. Raga này chúng ta dùng theo nghĩa tức là danh từ nam tính ha, vì rằng chủ từ số nhiều cho nên là sẽ là Vitaraga số nhiều. Rồi kế tiếp nữa sẽ là Nate Rekama Visesano. Nát tức là phân từ phủ định không ha. T ở đây ám chỉ cho là viragata, vitaraga. Vitaraga tức là ám chỉ cho dẫu rằng cái chữ raga này tức là tham ái nha. Nhưng mà khi mà được dùng ở trong cái nghĩa này ám chỉ là người mà có những người ha. Những người mà có tham ái được đoạn trừ, hoặc như là những người mà không có tham ái mà những người mà có đã cắt ái hoặc đã ly ái hả. Đó cho nên hả, cái T này ám chỉ cho là Vitaraga đi hả. Rồi Kamakavesino là Kama hả, Kama nhân từ chúng ta biết rồi, có mang hai nghĩa, một đó là mang nghĩa đó là chủ thể, hai là khách thể. Cái mà chủ thể ám chỉ cho tức là cái sự thích thú, sự ưa thích. Còn mà khách thể ám chỉ đối tượng ta ám chỉ là cảnh trần, cảnh dục. Hay là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó. Tại đây chúng ta dùng theo nghĩa tức là đối tượng nè. Tức là ám chỉ trong trong các dục. Rồi Gawesino. Gawesino này từ cái tính từ mà Gawesin ha, Gawesin. Cái đôi từ in đó chúng ta sẽ chia như vậy. Gawesin như vậy tính từ tính từ mà chia theo ino như vậy tới chia theo chúng ta chia theo cách thứ chúng ta chia theo chủ cách cũng được nha, chủ cách số nhiều, đối cách số nhiều, hoặc như là cách thứ tư số ít. Vậy thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là chủ cách số nhiều.
Rồi như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng trong đây đó cái động từ sẽ có một động từ là ramati ha. Ramati chia cùng cách với lại chanua và ramisanti chia cùng cách với lại vitaraga. Chủ từ sẽ là chanua. Tức là người, chúng sanh hay là người? Người đời đó, chúng sanh họ như là người đời ha, hoặc là kẻ phàm. Thì như thế nào? Ná ramati thì không có thích, không có ưa thích. Ở những cái chỗ nào, những cái chỗ nào là nơi giáp thá hay là ở những chỗ nào là những cái khu rừng khả ái, những cái khu rừng mà thanh vắng. Thì đối với cái kẻ, đối với người đời đó, hoặc như là cái phàm đó, thì thường họ không có ưa thích. Nhưng mà đối với cái bậc mà đã ly ái, đối với những bậc ly ái đó, thì họ sẽ hoan hỷ, sẽ ưa thích, sẽ thích thú ở trong những cái nơi thanh vắng như vậy. Vì sao? Vì họ, vì tê này, vì họ là vì họ là những người, ở đây chúng ta chia theo chủ cách số nhiệm, vì họ là những người mà ở đây tức là người tầm cầu dục, mà ở đây chúng ta có ná phương từ phủ định ha, vì họ là những người, ở đây động từ chúng ta phải hiểu ngầm nha, ekama gawesino na hồn tí ha, vì họ là những người không tầm cầu, không có sự tầm cầu trong các dục. Cho nên nó thì ở đây đó thì cái mà vì rằng cái cách mà bố trí và sắp xếp đó, thì ở trên này chúng ta dẫu rằng chúng ta sẽ thấy là đối cách đi ha, đối cách số nhiều đây, nhưng mà được đặt trước và theo sau đó, cái vế đó chúng ta không thể lặp lại được mà chúng ta dùng theo nghĩa tức là giáp thá. Như vậy chúng ta có thể là để cái nghĩa giáp thá lên trên cũng được ha. Hoặc như chúng ta dịch xuôi là từ cái đối cách trước, chúng ta có thể dịch là những khu rừng, vì rằng đó cái đối cách này được xài chung cho cái chủ từ phía dưới này luôn. Cho nên nếu mà chúng ta viết cái đối cách lên đầu á thì chúng ta sử dụng không cần phải lặp lại 2 lần. Như vậy thì chúng ta có thể là những khu rừng khả ái, những khu rừng khả ái ấy, những khu rừng khả ái ha. Cái giáp thá này á, trạng từ chúng ta có thể dùng nghĩa là ở đâu, ở nơi nào, hoặc như là nơi mà, dùng theo nghĩa liên từ nha, trạng từ dùng theo nghĩa liên từ đó, trạng từ quan hệ đó, dùng theo nghĩa trạng từ quan hệ đó, nơi mà giáp thá tất thá đó. Tức là người đời mà không thích, nơi nào mà người đời không thích, tức là nơi ấy là những cái khu rừng này nè, những cái khu rừng khả ái, những khu rừng khả ái là nơi mà chúng sanh hoặc như là người đời không thích, nhưng mà được hoặc nhân có hoặc nhân các vị mà đã ly tham sẽ ưa thích nơi ấy đó. Vì rằng những vị ấy là những bậc không tầm cầu các dục. Chúng ta có thể dịch xuôi, chúng ta lặp lại một cái túc cái túc từ phía trên này ha, chúng ta lặp lại, cho nên chúng ta có thể dịch trước được. Rồi bây giờ chúng ta có thể là chuyển thành cái văn xuôi đó thì để cái văn xuôi thì chúng ta có thể là để cái đoạn này lên trước cũng được này. Chúng ta nên để cái này giáp thá này lên trước ha. Tại vì cái túc từ này, rõ ràng cái dịch đó, chúng ta dịch đó là
từ có thể là dịch được trước rồi nó mới tí dắt thắt chano hả, chúng ta đưa cái chủ từ lên trên này dắt thắt chano naramati naramati đó naramati hả naramati ramaniyani aranyani rồi Vitaraga Gamisanti vì rằng đó là họ là những người như vậy là ná hả? Chúng ta có thể là động từ hô tí hôn tí chúng ta hiểu nằm ở đây Vitaraga Gamisanti Vitaraga Ramaniyani Aranyani Gamisanti hả? Tức là cái cụm túc từ này chúng ta sử dụng lại nè cho cái phần này và ở đây chúng ta tẩy cái cũng được tê ca má gao quê xí nô ná ná hồn tí hả chúng ta hiểu ngầm cho đây rồi rồi như vậy là cái phần mà chuyển về văn xuôi nha. Còn về cái duyên sự của bài kệ này nó thì bài kệ này được Đức Phật thuyết ra tại Chitawana Savatthi hả, đề cập đến một nữ nhân nọ nhỉ. Vì rằng á, cái câu chuyện này liên quan đến một vị tỳ khưu thực hành cái hạnh đầu đà, thực hành cái pháp mà đu tăng giá đó, sống ở trong rừng nhỉ. Và hành thiền chỉ quán sau khi mà thọ những cái đề mục của tu tập thì khi mà vị này cư trú ở trong rừng như vậy đó thì tình cờ một hôm nọ đó thì có một cái người phụ nữ nọ vậy mà cô này đó là một cô kỹ nữ vậy ở trong thành cô ta có cái lời hẹn hò với lại cái người tình nhân của cô là sẽ đến gặp ở trong cái bìa rừng trong khu rừng đó tuy nhiên cái người tình nhân của cô thì không đến nhỉ cho nên khi cô này đến như vậy đó thì không gặp cho nên đó là cô mới buồn bã cho nên cô mới đi dong ruổi trong đó trên cái lúc mà trên đường mà đi đi ra đó ha, trên đường mà đi về như vậy đó. Thì cô gặp cái vị tỳ khưu mà đang thực hành đang sống ở trong rừng này, đang thực hành pháp sa môn ở trong đây. Thì với cái thói quen nghề nghiệp vậy, cũng như là cái tánh đa dục vậy. Cho nên khi mà có nhìn cái vị sa môn cái vị tỳ khưu mà tu tập như vậy, thì cô cũng khởi lên cái tâm, tức là mình đến đây đó là cũng vì cái lời hứa đối với người tình nhân nhỉ, nhưng mà người ta không đến nhỉ. Thì bây giờ đó thì gặp cái vị tỳ khưu này thì vị này đó cũng là một chàng thanh niên nhỉ, tức là vị này cũng còn trẻ, vị tỳ khưu này cũng còn trẻ nhỉ. Thì ta sẽ làm cho vị này vui thích trong cái việc mà hưởng khoái lạc nhỉ. Thì do cái thói quen của cô đa dục như vậy cho nên cô nghĩ như vậy rồi có đi đến gần cái vị này lúc này vị này đang đang hành thiền vậy thì khi mà vị này nghe bước chân đến như vậy vậy thì vị này mở mắt ra thì thấy rằng đó là có cô gái đang đến như vậy rồi biết được cái sở hành của cô này đó là nó không đoan chính vậy dạ, cho nên vị này nhắm mắt lại mà cô này cũng đâu có chịu đi vậy cô đứng rồi cô nói những cái lời mà gợi tình như vậy kèm theo tức là cởi bỏ y bên ngoài nhỉ? Cũng như là xả xõa tóc rồi cũng như là buộc tóc tức là làm nhiều cái biểu lộ tức là để tình khiến cho vị tỳ khưu này bị động tâm không thể tu tập được nhỉ? Thì cái vị này rất tại vì vị này là đã sống trong rừng đã khá lâu rồi nhỉ? Rồi thực hành sa môn pháp sa môn pháp nhỉ? Chuyên chú tu tập như vậy cho nên vị này có cái sự khởi lên cái sự kinh cảm nhỉ? Kinh cảm thứ nhất đó là
Đây thật sự là một chướng ngại. Đây là cái sự quấy rầy của những cái phiền não hay được gọi là ma vương. Rồi hơn nữa đó là do cái tâm đã tu tập thuần rồi, đã quen rồi, cho nên thấy cái việc này nó rất là ghê tởm nhỉ, cái kinh hại như vậy. Thì cái lúc mà vị đó khởi đến cái tâm như vậy đó, thì Đức Phật quán xét được rằng đó là vị này đó có cái nền tảng mà tu tập thực hành pháp tốt vậy, với cái tâm nhiệt huyết, và vị này cũng có cái cơ duyên chứng đắc quả vị A-la-hán với tứ tuệ phân tích ngay tại chỗ đó. Nếu như mà Đức Phật mà không hướng dẫn cho vị này tu tập thì vị này có thể gặp chướng ngại. Cho nên khi mà quán xét được như vậy đó, cho nên ngài mới dùng thần lực vậy, ngài mới khuyên dạy vị tỳ khưu này. Ngài bảo rằng đó là này tỳ kheo, đối với những cái chỗ mà gọi là đối với cái chỗ mà gọi là khả ái, đối với cái chỗ mà đẹp đẽ như vậy đó, hoặc như là người đời đó thì sẽ không có thích những nơi thanh vắng, những cái nơi mà gọi là không có những cái điều kiện để thỏa mãn cái ngũ dục. Ví dụ như những nơi ở phố thị, ở trong kinh thành, những nơi mà có những quán rượu, hoặc như là những nơi mà có thể là gặp gỡ được bạn bè vân vân. Còn riêng đối với những nơi mà thanh vắng, những nơi mà là cái chỗ chỉ để cho những người mà gọi là có cái tâm ly dục tìm đến để thực hành, sống an trú vào trong đó, thì những nơi đó sẽ thích hợp, sẽ được những cái người mà gọi là sống an trú trong đó được thỏa mãn, thỏa thích trong đó. Vì rằng những người đó là đang phát triển cái đức lành gọi là vô tham, hoặc như đang trau dồi những cái đức lành độ đản trừ được tham sân si. Cho nên sau khi mà hướng dẫn cho vị tỳ khưu này, cho nên Đức Phật mới đúc kết lại bằng cái bài kệ Ramani Ramaniyani Aranyani này. Thì sau khi mà kết thúc cái bài kệ này đó, thì kèm theo những lời sắp tấn như vậy đó, thì kết thúc bài kệ đó là vị tỳ khưu này chứng đắc quả vị A-la-hán ngay tại chỗ luôn, với tứ tuệ phân tích. Rồi vị đó dùng thần thông bay lên hư không nhỉ, và cũng như là tri ân định lễ Đức Thế Tôn rồi ngự đi luôn nhỉ. Thì đó là cái duyên sự của cái bài kệ này, tức là nói về là cái việc mà quyến rũ của cái cô kỹ nữ này. Đối với một vị tỳ khưu mà sống trong rừng ha, thì thứ nhất là vị này khởi lên cái sự kinh cảm, thì dựa vào cái yếu tố đó, dựa vào cái khả năng mà gọi là đây là kiếp chót của vị này, có khả năng giác ngộ, cho nên Đức Phật thuyết cái bài kệ này để khuyến khích cho vị này, cũng như là để giải nguy cho vị này được. Vừa giải nguy tức là vừa chấm dứt mọi khổ tử sanh luân hồi trong kiếp này, mà vừa giải nguy được trong cái hoàn cảnh mà bất lợi như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái bài kệ đi nha. Duyên sự thì cũng dễ thôi, cũng đơn giản như vậy. Tattha Aranyani iti Supapita Taruvana Sanda Batimanditani Vimala Salila Sambandani Aranyani Nama Ramaniyani. Ở đây hoặc như trong bài kệ ấy, trong kệ ngôn ấy, được gọi là Aranyani, tức là được gọi là những cái khu rừng. Như tôi sẽ nhiều ha. Thì những khu rừng ở đây tức là gì? Tức là Nama Aranyani, tức là được gọi là khu rừng. Vị Sambannani, Vimala Salila Sambannani. Quý ma lá có nghĩa là trong sạch, còn xa lý lá có nghĩa là nước. Như vậy trong cái khu rừng này là ở đây chúng ta sẽ sambandha, hay sambandha tức là quá khứ phân từ,
được chia cùng cấp với Aranyani, được sử dụng tính tự ha, có nghĩa là có đầy đủ, có nước trong sạch ha, có nước tinh khiết, có đầy đủ nước trong sạch. Rồi phía trước thì chúng ta sẽ có là Subhita, Subhita ha, Subhita đều là quá khứ phân từ, quá khứ phân từ của động từ Subhati ha, mang nghĩa tức là được nở rộ, anh chị cho là hoa đó được nở rộ ra. Với hoa nở rộ ha. Còn tá rú, tá rú có nghĩa là cây ha, quá đá có nghĩa là rừng. Còn xanh đá này cũng có nghĩa là một cái khu rừng nhân sinh, khu rừng nhân sinh tức là khu không, quá đá là khu rừng nguyên sinh nha, còn xanh đá là khu rừng, gọi là khu rừng mà gọi là được cải tạo giống như một khu vườn như vậy đó. À, giống như một khu rừng. Rồi ba tí mạnh đi tá tức là quá khứ phân từ, mang nghĩa tức là nghĩa của nó có nghĩa là được 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 trang hoàng, hoặc như được sắp đặt, được trang trí đó. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng ở trong cái khu rừng này đó là có phân bổ, là có phân bổ là những cái loại cây có đầy, những loại cây mà có hoa nở rộ, hoặc như là có những cái cây cây cối hả, rậm rạp nhỉ. Kèm theo nữa tức là có đầy đủ mà nước trong sạch ở đây à. Nước có nước gọi là nước trong sạch trong các hồ các ao đó hả. Thì như vậy được gọi là cái khu rừng. Cả mà gọi là nguyên sinh cũng như là nhân tạo ha. Thì như vậy những cái nơi mà gọi là có cây cối mát mẻ và nước non mát mẻ như vậy là cái nơi lý tưởng, cho nên mới được gọi là Ramaniya, tức là cái nơi mà gọi là khả ái, cái nơi mà đẹp, cái nơi mà thú vị, cái nơi mà ngoạn mục, cái nơi mà gọi là thích hợp cho những người mà gọi là ưa sống độc cư, viễn ly, hẻo lánh. Rồi kế tiếp nữa sẽ là Yatha ti Yesu Aranyesu Vikasitesu Badumawanesu Gama Makhika Viya Kamaga Vesakochanona Ramati. Yatha tức là anh chỉ cho cái này ha. Nên là người đời đó thì không thích ở những chỗ nào, hoặc như là chúng ta dịch là nơi mà cũng được ha. Nên chúng ta dịch cái cụm mà gọi là tốt từ này trước, được gọi là nơi mà hay chỗ nào thì ám chỉ chứ tức là ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Jesus Aranyesu Vikasitesu Barumawanesu đều chi cùng cách, gọi là đều vị trí cách có nhiều hết nha. Barumawanesu tức là trong cái khu hoa ná, tức là trong cái khu khu rừng ha. Baruma tức là hoa sen, ám chỉ cho là một trong một cái khu, trong một cái khu rừng đầm lầy nha, trong một khu đầm lầy như vậy thì có đa sen như vậy ha. Vikasita mang nghĩa là nở rộ, quá khứ phân từ nha, đã được nở, đã toan, đã được nở rộ. Rồi Aranye xuống cũng ám chỉ cho là khu rừng luôn, tức là ám chỉ cho là trong cái quan đá thì chúng ta có thể dùng theo nghĩa tức là quan đá chứ chúng ta có thể là dùng trong một cái khuôn viên, trong một cái khu vực mà gọi là có những cái đầm lầy chứa đầy hoa sen ha, mà được nở rộ, mà ở nằm trong một cái khu rừng rậm. Aranya thì chúng ta dùng cái nghĩa tức là một khu rừng rậm, nó rộng hơn cái quán đá này. Nằm trong một khu rừng rậm. Aranya xuống là trong một khu rừng rậm nào đó này, trong những khu rừng rậm nào đó ha. Thì tức là Makhika, Gama tức là làng, Makhika anh chỉ là con ruồi. Cũng ví như là những cái con ruồi, cũng ví như hôm nay đây nhân từ nữ tính nhỉ, Makhika ví như một con ruồi, ví dụ như con ruồi làng mà nó bay vào trong cái khu vực mà có những cái đầm lầy mà hoa sen trong cái khu rừng rậm nào đó vậy. Thì ở đây anh chỉ cho rất là cái người mà gọi là Kamagawesako, tức là cái người ở đây tức là cái người mà gọi là chúng sanh ha, chano nè, chano anh chỉ là người mà tầm cầu ngũ dục nè, Kamakawesako. Chano ở đây được gọi là Kamakawesako, tức là người tầm cầu ngũ dục á. Thì ná ramati thì không có hoan hỷ,
cũng giống như là cái con ruồi mà ở trong khu làng như vậy đó, cũng giống như cái con ruồi. Cũng giống như cái con ruồi ha, ở trong làng này đó thì nó không có ưa thích ha, chúng ta phải hiểu rằng đó, tức là con ruồi trong làng này nó không có thể mà nó ưa thích cái hoa sen vậy, ở trong cái khu rừng như vậy, dẫu rằng ở trong khu rừng là có hoa sen đẹp như vậy, thơm như vậy, nhưng mà con ruồi trong làng là nó chỉ bay quanh quẩn ở trong khu vực đó để nó kiếm vào những cái vật mà hôi thối, những cái vật mà xác chết vân vân. À, chúng ta phải hiểu như vậy, nó là ám chỉ là người mà tầm cầu cái ngũ dục này. À, thì nó không ưa thích, nó không ưa thích những cái nơi mà thanh vắng ám chỉ cho những cái khu rừng như vậy. Rồi kế tiếp này sẽ là Vitaragati, được gọi đó là đà 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 đã ly tham, hoặc như là đối với những bậc tức là anh chỉ là những người mà ly tham, hoặc như những người mà không có tham ha, hôm nay chúng ta phải dùng theo nghĩa là những người ly tham đi nha. Đối với những vị mà ly tham á, thì sẽ hoan hỷ ha, giống như câu trên này Vitaraga Gamisanti, thì ở đây được gọi là những người ly tham đó, thì anh chỉ cho tức cái gì? Vigataraga bana khina sawa nama bamaramadu bamara maduka madukara viya badumawanesu atharupesu aranyesu ramisanti. Ở đây chúng ta sẽ thấy là badumawanesu atharupesu aranyesu chỉ có cách là vị trí cách mà số nhiều hết nha. Ở trong cái khu rừng hoa sen đó, cái người mà những người ha, những bậc mà có là ly tham đó, thì ví như cái gì, ví như bá bá rá, anh chỉ là con ong ha, mà madu cá rá tức là con ong mà gọi là tạo ra mật đó, madu là mật ha, mà con ong mà hút hút mật đó, hay được gọi là con ong mật đó, con ong mật tạo ra mật ha. Cái bậc mà ly tham ở đây đó, ba ná là còn ha, còn cái bậc ly tham nè, vigataraga, cái bậc ly tham hay được gọi là bậc lậu tận, mà còn được gọi là ví như là những cái con mà ong mật như vậy ha. Trong cái bài kể mà khi mà con ong khi mà nó đi và khi mà nó bay đến hoa như vậy, nó chỉ lấy mật xong rồi nó bay đi, mà nó không có làm hại đến gọi là cái màu sắc, cái hương thơm, cũng như cái hình dáng bên ngoài của cái hoa. Thì tương tự như vậy, những bậc mà lậu tận như vậy, khi mà đi vào làng khất thực như vậy, hoặc như mà sống ở đời đó, là cũng giống như những con hoa, cũng giống như những con ong như vậy thì sau khi mà làm tròn cái phận sự, tức là làm cái ruộng phước vô thượng ở đời, là để cho những người có tính tâm có thể gieo tròn cái phước thiện nơi đó, thì sau khi mà tạo cái công đức như vậy, tạo cái cơ duyên mà để cho những người có tính tâm mà tạo cái thiện pháp như vậy, thì vị đó lui về trú ẩn ở những cái nơi mà gọi là những cái hành xứ mà đáng đáng trú ẩn của bậc sa môn, rồi thực hành pháp, vân vân. Thì cũng giống như là con ong như vậy ha. Thì trong trường hợp này chúng ta dùng theo nghĩa tức là được gọi là những bậc ly tham, tức là quý tá ra gá ha, quý gá tá, quý quy tá hoặc là quy gá tá đều giống nhau hết nhỉ. Anh chỉ là bậc ly tham ở đây, anh chỉ là bậc lậu tận, cũng ví như là những cái con ong ha, cũng ví như những con ong mật như vậy. Quy gá tá ra gá tức là lánh xa tham, ly tham, chúng ta đều dùng như vậy hết. Thì những cái con ong nó như thế nào, thì nó sẽ ra tí, thì nó sẽ ưa thích những cái khu rừng như vậy. Những khu rừng như vậy là nơi mà có những cái đầm lầy mà chứa đầy hoa sen ha, tức là chỉ cho những nơi mà thanh vắng như bởi vì sao? Kim Karana,
vì rằng đó là chúng ta sẽ thấy rằng na te kama pavesino yasma te kama gavesino na hontiti atho, vì rằng đó là họ hỏi chư vị ấy hoặc những vị ấy là những người, là những bậc mà không có tầm cầu, không có tầm cầu trong các dục, không có tầm cầu các dục, không có mong cầu dục. Ở đây tức là chỉ cho là te ka ma ga we si no na ho ti ti at ho, mang nghĩa tức là những vị ấy là na ho hôn tí này, chúng ta hiểu ngầm trên đây ha. Đấy. Đó, động từ ở đây chúng ta hiểu ngầm tức là những vị ấy là những vị mà không mong cầu các dục, ná hôn tí tí ha. Chị giải thích phía trên thôi. Rồi, như vậy trong cái phần chú giải nó cũng ngắn ra, cũng không có gì đấy. Chị có giải thích về cái khu rừng cũng như là một bậc và người đời ưa thích, người đời thì không ưa thích, cũng như là vị ly tham thì sẽ ưa thích ha. Vì rằng đây không phải là cái nơi mà gọi là người đời hoan hỷ, người đời ưa thích. Vì rằng đối với chúng sanh mà còn hưởng dục đó, còn tầm cầu các dục đó, thì giống như cái chano này nè, thì những cái nơi thanh vắng, những cái nơi như vậy đó thì sẽ không có làm thỏa mãn cho cái việc gọi là hưởng dục được, vì rằng nơi đó là không có cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc được, mà nơi đó là một cái gì đó gọi là nó thiếu vắng. Các vị cứ để ý đi, ví dụ như mình sống bên ngoài ha, ví dụ cái đời sống mà gọi là nó tất bật, nó quen. Có đôi khi mình bảo rằng là mình không có thời gian, mình không có thời gian, dòng đời nó chi phối khiến cho mình không có thời gian. Nhưng mà khi mình có cái thời gian rồi, có cái điều kiện gì đó rồi, cho mình được tham gia một cái khóa tu tập, một cái khóa thiền trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Nhưng mà do căn bản giờ bên ngoài mình sống nó quen rồi. Mình sống quen theo cái kiểu mà gọi là tâm mình nó phan duyên theo cái trần cảnh rồi. Một ngày như vậy đó, mình phải tiêu tốn biết bao nhiêu năng lượng cũng như là để hướng ra nghĩa cảnh như vậy, để vừa thụ hưởng như vừa tạo tác ra cái nghiệp thiện như nghiệp bất thiện. Vậy mà nó quen. Còn đến khi mà mình ngồi vào trong một cái nơi mà thanh vắng, mà như một cái nơi gọi là yên một chỗ như vậy thôi, là bắt đầu tâm mình nó sẽ khó chịu liền. Đặc biệt trong trường hợp ví dụ trong cái mùa dịch này, các vị thường những cái vị mà hay đi ra ngoài ha, bạn bè hội họp hoặc như là công việc, nếu mà các vị đó ở lại một chỗ trong suốt cái mùa dịch này do bị cách ly như vậy đó, thì các vị sẽ rất là khó chịu. Có những người họ có thể dẫn đến bị stress, có thể dẫn đến bị trầm cảm vân vân. Cho nên là những cái nơi mà rừng rậm, những cái nơi mà thanh vắng, những cái nơi mà hoang vu, hoặc như trong trường hợp này, trong cái mùa dịch này, những cái ví dụ ở nhà của mình, tức là bị bó buộc trong khuôn viên như vậy, thì sẽ bị tù túng. Những cái người mà họ là họ muốn hưởng thường cái thói quen của họ đi ra ngoài như vậy, họ sẽ bị tù túng, họ rất là khó chịu. Họ phải làm một cái gì đó gọi là nó gây cái sự chú ý cho người khác. Có thể là họ mở cái gì đó quá lớn, mà như họ gây cái gì đó gây cái sự chú ý nha. Chứ họ không có thể mà họ sống chậm lại và để quán chiếu được các pháp mà nó đang sanh và diệt. Cũng giống như là cái người đời như vậy ha. Họ không thể nào họ vui thích trong cái việc mà gọi là những cái nơi mà thanh vắng như vậy. Em chỉ cho cái trường hợp giống như là cái cô này. Dẫu rằng ở trong nơi thanh vắng như vậy, cô không nghĩ tới cái khía cạnh tức là những nơi này nó thích hợp cho những bậc sa môn. Mình khi mình gặp cái vị sa môn trong đây đó, thì mình phải tạo cái điều kiện. Một là không quấy rầy, ít nhất là cũng không quấy rầy ha. Hai đó là cũng đến đảnh lễ hoặc như là hỏi pháp, hoặc như làm một cái gì đó để tạo cái công đức cho chính mình. Đằng này đó là do cái tâm tánh gọi là đa dục quen rồi, rồi bắt đầu cái nhu cầu sống như vậy, cho nên vị này còn nghĩ xấu mà cái việc tức là có thể là gửi tình làm cho vị tỳ khưu này mất đi phẩm hạnh. Đấy. Đó là cái duyên sự ha, cũng như là cái ý nghĩa của cái bài kệ này. Rồi bây giờ chúng ta viết cái phần mà văn xuôi cũng như là kệ ngôn luôn ha. Về cái văn xuôi đó thì chúng ta dựa theo cái dưới này, chúng ta có thể là giống như hồi nãy có đề cập đến ha, hoặc chúng ta có thể dịch cái mà
Ramaniya ni Aranya ni lên trước cũng được, hoặc có thể để chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ sau, nếu mà chúng ta để như vậy này, chúng ta cái chá nô này chúng ta, tại vì các chá nô là anh chỉ là người tầm cầu ngũ dục nữa nè, người tầm cầu ngũ dục cho anh chỉ cho là người đời hoặc là kẻ phàm đó ha. Chúng ta dùng theo nghĩa đó, người đời hay là kẻ phàm. Chá nô này là số số ít nha, chủ cách số ít. Như vậy đó thì người đời hay kẻ phàm đó thì như thế nào, thì không ưa thích những nơi nào như là những khu rừng, những nơi nào như là những khu rừng mà khả ái. Trái lại đó thì những bậc ly tham sẽ hoan hỷ những nơi ấy, vì rằng họ là những người không có còn mong cầu các dục. Chúng ta dịch nhẹ cũng được, hoặc chúng ta có thể dịch là những khu rừng này lên trên luôn, tức là những khu rừng khả ái là nơi mà người đời không ưa thích, nhưng các vị đã ly tham, nhưng chư vị ly tham ha sẽ hoan hỷ, sẽ vui thích, vì họ là những người, hoặc như vì họ là những bậc không mong cầu các dục, hay được gọi là bất cầu dục. Đó. Rồi, như vậy chúng ta viết cái phần văn xuôi, chúng ta viết cái phần kẻ ngôn. Như vậy chúng ta dịch cái này lên trước cho nó xuôi cũng được ha. Tại vì văn xuôi thì chúng ta có thể viết nó đầy đủ nghĩa, nhưng mà cái kẻ ngôn đó thì chúng ta không có thêm chữ nhiều được. Ví dụ như là kẻ phàm. Channel này chúng ta hồi nãy chúng ta dùng theo nghĩa là kẻ đa dục cũng được ha. Đa dục tức là nhiều dục. Không, tầm cầu các dục có thể là nhiều dục, ít dục, người ta cũng tầm cầu các dục để hưởng thụ dù ở cấp độ nào. Cho nên nếu dùng đa dục thì nó cũng không có thỏa đáng nhỉ. Kẻ cầu dục. Nó lại ba chữ rồi. Kẻ cầu dục không thích. Thế như vậy chúng ta dịch cái cụm mà gọi là túc từ lên trước ha. Những khu rừng khả ái xuống hàng. Những khu rừng khả ái là nơi đó ha. Cái chữ mà chá nô này chúng ta dùng theo nghĩa cả kẻ phàm đi ha. Những khu rừng khả ái. Hoặc như người đời đi chúng ta. Những khu rừng khả ái nơi người đời không thích. Người đời tức là người mà còn sống cái đời mà gọi là tục gia đó. Hai nghĩa ha. Người mà còn sống cái đời tục gia, rồi người mà còn bị chi phối trong vòng tử sanh luân hồi này, còn mong cầu cái vòng tử sanh luân hồi này. Vì rằng á, đối với nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa mà đối với người tục gia như vậy đó, thì vì rằng nó có những bậc mà gọi là bậc thánh cư sĩ, họ cũng ly các dục, thì như vậy đó thì mang cái nghĩa tức là người đó đã theo cái nghĩa thứ hai nè, tức là không có mong cầu cái vòng tử sanh luân hồi nha. Đó, chúng ta dùng cái nghĩa tức là người đời theo nghĩa hai nghĩa đó. Chứ mà nói là kẻ phàm đó, thì nó lại kẻ phàm cũng được, nhưng mà nó lại trùng với cái nghĩa đó là bút chanh ná, là nó thì chúng ta dùng người đời đi, người đời nó hay hơn vậy. Rồi, những khu rừng khả ái xuống hàng, nơi người đời không ưa, nơi người đời không ưa ha, xuống hàng. Nhưng bậc ly tham thích, nhưng bậc ly tham thích xuống hàng, vì họ phải bất cầu dục, vì họ là bậc bất cầu dục đó. Nhưng mà chúng ta phải cái này chúng ta biết rằng đó là anh chỉ là cái vế này là bổ nghĩa cho cái họ đó, vì họ bất cầu dục. Nếu mà không có dấu phẩy đó thì chúng ta lại hiểu rằng là bất cầu tức là không có mong cầu, là cái cầu này nó là động từ nữa nha. Cho nên vì họ phải bất cầu dục. Rồi, mình sẽ đọc lại ha.
Ramaniyani aranyani yatha na ramatiyano vitaraga kamisanti na te kama kavesino. Rồi xin mời một vị hoàng hãy đọc cái bài kệ này. Dạ quý vị tự mở mic được rồi ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Ramaniyani aranyani yathana ramati chano vita raga damisanti nate kama gawe sino. Dạ con xin hết. Rồi cảm ơn cô ạ. Như vậy hôm nay chúng ta qua cái phẩm thứ 8 nhỉ. Cái phẩm thứ 8 gọi là sahasawako. Sahasa ở đây đấy tính từ mang nghĩa tức là cái gì? Mang nghĩa tức là 1000. Số đếm ha, tính từ số đếm mang nghĩa là 1000, hoặc như danh từ cũng được như vậy. Danh từ tức là số 1000. Nếu mà danh từ là số 1000 nha, còn tính từ là 1000. Số đếm đấy, danh từ tính từ số đếm đấy. Thì trong cái phẩm này đấy thì có bao gồm là 16 cái bài kệ và bao gồm là 14 cái câu chuyện. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái bài kể đầu tiên của cái phẩm thứ 8 này là Sahasawako, tức là phẩm Nga thì dịch là phẩm ngàn tức là phẩm 1000 đó. Vì rằng trong cái bài kể này đều đề cập đến khía cạnh tức là một một 1000 hoặc hơn cái số đó nhỉ. Rồi cái bài kể đầu tiên okay, tức là bài kể số 100 đó ha. Tương thích với lại cái câu chuyện tức là Tamba da thika chura gataka watthu. Tamba Đà Thi Cá, Tamba Đà Thi Cá ở đây em chỉ ra tức là cái tên riêng ha. Tamba Đà Thi Cá là tên riêng. Nhưng mà nếu mà tách từ đó thì Tamba ở đây chúng ta mang nghĩa tức là đồng thau đó, hoặc như là màu đồng ha, hoặc như là đồng thau. Rồi còn mà Đà Thi Cá đó em chỉ ra tức là có bộ rau. Có bộ rau ha. Các vị chờ xíu ha. Nhưng mà nếu mà cái từ mà đa thiết cá bắt nguồn từ cái danh từ nữ tính mà đa tha đó thì có nghĩa là cái răng. Và trong cái câu chuyện này nó đề cập đến cái chô rá đây tức là gì? Chô rá đây tức là tên trộm ha, tên cướp. Mà gata cá tức là kẻ sát nhân. Tức là cái tên trộm tên cướp này nó sau này đó ông ta làm cái nghề tức là làm nghề gọi là đao phủ luôn. Được chính quyền giao cho cái trọng trách tức là để làm nghề đao phủ luôn. Thì cái câu chuyện này đề cập đến nó tức là cái ông này là nếu mà chúng ta dùng thì nghĩa đa thiết cá là cái bộ rau có ống màu 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 vàng và vàng đồng đó. Hoặc như là cái chữ đa thiết cá này nếu mà bắt nguồn từ danh từ mà đa tha đó là anh chỉ là răng thì cũng mang nghĩa tức là răng có ống màu vàng. Đó cho nên tương thích với cái câu chuyện mà gọi là cái người mà đao phủ mà trước đây là một cái tên trộm ha. Mà có cái dị tướng, có cái đặc tướng tức là có bộ râu hoặc như là có hàm răng mà có màu vàng ha. Rồi. Còn về cái bài kể thì chúng ta sẽ là Sahasa mabi chewaja anathabada sanghita ekan athabarang sayo yang sutwa upasammati. Sahasamabi ha, giống như phía trên thì chúng ta đề cập sahasa đó cộng với abi ha, sahasang cộng với abi. Sahasa ở đây có đề cập một là chúng ta dùng cái nghĩa tính từ có nghĩa là cái gì, là 1000 tính từ số đếm. Rồi abi là cũng ha, che ở đây tức là một cái bất biến từ mang nghĩa tức là nếu, giống như sa che như vậy đó. Sa che ra đến nhưng mà che phải nằm ở trong nha. Cái chia này không có được nằm ở đầu câu ha. Nếu mà sáng chia và giải lý thì cũng nằm đầu câu.
Còn vajra, danh từ nữ tính, mang nghĩa là lời nói. Rồi kế tiếp nữa là Anatta Padasanhita. Anatta Padasanhita tức là ná ha, cộng với Attha, ná là phân từ phủ định không, Attha danh từ nam tính hoặc là trung tính, có nghĩa là lợi ích, ý nghĩa. Lợi ích hoặc là ý nghĩa. Ba đá đây danh từ trung tính nha, có nghĩa là cách thức, từ hoặc là câu. Trong trường hợp thì chúng ta dùng theo nghĩa là câu đó ha, câu hoặc là từ cũng được. Mà sanhita là quá khứ phân từ của từ sandhati, đang nghĩa tức là có, được sở hữu, có liên hệ với, hoặc như là gồm, có tức là gồm có đó, bao gồm, chứa. Thì chúng ta sẽ thấy rằng sanhita là quá khứ phân từ để chi cùng cấp là qua cha này nè, qua cha là nữ tính nè, chi sanhita nè, tức là cái lời nói này này. Nếu mà chúng ta sẽ thấy rằng sahasá nha, sahasá tức là tính từ số đếm, mà nó chia theo giống như là đá xá cũng như xá tá nha, chỉ có hình thức là số nhiều không thôi. Hình thức là số nhiều không thôi, cho nên chủ cách cũng là sahasăng, mà đối cách cũng là sahasăng luôn, cho nên chủ cách là qua gia ha, là số là qua gia là nữ tính, thì ở đây cũng chia theo số nhiều luôn. Tức là những lời ha, anh chỉ cho là cả ngàn lời. Nếu mà cả ngàn lời nói mà sanhita tức là gồm, gồm như thế nào, gồm toàn những cái câu mà gọi là vô nghĩa. Rồi ekang attapadang seyo, ekang là một hay tính từ số đếm luôn, attapadang tức là hồi nãy trên đây là anattapadang, tức là gồm những cái câu, những cái từ mà gọi là vô nghĩa, nhưng mà ở đây gồm những câu, những từ mà có nghĩa, hữu nghĩa. Thì say vô đây là tính từ ha, mang nghĩa là tốt hơn, xuất sắc, chia theo chủ cách số ít đó. Thì e căn này, e căn bá đăng này, chia cùng cách say vô hồ tí. Như vậy đó, thì một câu mà hữu nghĩa đó thì cũng là tốt đẹp, cũng tốt hơn ha, cũng thù thắng hơn, cũng tốt hơn, xuất sắc, vì rằng đó là văn su toa upasamati, vì rằng đó là sau khi, đây là bất biến quá khứ phân từ của động từ số na tí, mang nghĩa tức là sau khi nghe. Sau khi nghe cái gì? Sau khi nghe cái điều mà, sau khi nghe cái văn này chỉ cùng cách với e căn attapadang này, sau khi nghe cái điều mà các anh chị ta là một cái câu mà hữu nghĩa, thì như vậy đó upasamati ở đây tức là vì đang chủ cách là e căn bá đăng ha, vì chủ cách là bá đăng này, số ít này, cho nên là upasammati tức là ngôi thứ ba số ít. Upasammati mang nghĩa tức là trở nên an tĩnh hoặc là ngưng hoặc là được tĩnh lặng. Rồi như vậy đó thì chúng ta dịch phía trên này trước cũng được luôn. Như vậy nếu mà cả ngàn lời nói bao gồm, cái ngàn lời nói thì chúng ta dùng theo nghĩa là những câu đi ha, những câu đó, cái ba đá là cái câu ha, chúng ta tự. Nếu cả ngàn lời nói mà gồm toàn những câu vô nghĩa, thì một cái lời nói mà thì cái lời nói mà chỉ có một câu hữu nghĩa thôi, thì cái lời nói mà chỉ cần một lời nói, tức là chỉ cần một lời mà hữu nghĩa thì thôi, chỉ cần một lời hữu nghĩa thì cũng tốt, tốt hơn ha. Vì vì ở đây tức là chúng ta dùng theo nghĩa là vì sau khi nghe một câu như vậy, thì người nghe như vậy đó được được an tịnh. Rồi như vậy chúng ta chuyển qua thành cái mà thể mà văn xuôi hả. Văn xuôi thì chúng ta copy đi xuống.
Sahasa. Chia qua cha thì chúng ta có thể là sahasang ha, lý là chia qua cha. Rồi cái qua cha này chúng ta có thể là sanghita. Nếu cả ngàn lời nói bao gồm thì chúng ta có thể là động từ hôn, hôn tí, được hiểu ngầm ở đây nha. Sanghita, hôn tí sanghita, được hiểu ngầm ở đây. Chúng ta không thể đặt lên phía trước được wacha nha, chúng ta để phía dưới như vậy để còn có động từ hiểu ngầm ở đây. Rồi kế tiếp nữa sẽ là tiếp thì chúng ta có thể là bỏ cái mà dăng số ba lên, tại vì nó có cái quan hệ ở đây, dăng số ta u samati, tức là dăng số toa e căn athapadan seyo u samati. Và chúng ta có thể là e căn chúng ta bỏ phía dưới này cũng được ha, seyo tức là seyo hô tí. E căn Atthapadang, E căn Atthapadang Seyo, E căn Atthapadang Seyo thì chúng ta có thể là sau khi nghe điều nào, tức là sau khi nghe điều nào, tức là một câu, tức là một câu có nghĩa thì cũng tốt. Thì sau khi nghe điều ấy đấy thì người đó được an lạc, người đó được an tịnh. Dân e căn Atthapadang Seyo. Tại vì chúng ta còn thêm cái tính từ Seyo nữa, cho nên chúng ta không có đặt nó phía sau dân được. Một là chúng ta để là e căn Atthapadang Seyo phía trước cái dân suốt toa, hoặc là chúng ta để phía sau. Nếu mà ta để phía sau là chúng ta ám chỉ rằng đó, ha, là sau khi nghe cái điều này này, chúng ta không có thể mà đặt nguyên cụm này nghe phía giữa cái văn số toa được. Rồi chúng ta để như vậy. Rồi chúng ta chỉ để như vậy thôi, bỏ lên trước thì nó cũng khó khó mà ấy được. Rồi. Rồi còn về cái duyên sự của cái bài kệ này đó thì cái bài kệ này được Đức Phật thuyết ra tại Velawana, đề cập đến cái người đao phủ Gataka này nè. Trước đây đó là tên trộm, tên là Tambadha Thiết Cát. Thì Đa Thiết Cát chúng ta dùng theo nghĩa tức là có bộ râu. Chúng ta thể biết rằng cái người mà người người Ấn hoặc như người Trung Đông đó thì người ta sẽ có bộ râu quai nón ha, nó có thể là nó màu vàng đồng hoặc như là răng của ống cũng là, thì đa tha nó cũng là răng nhỉ? Mà đa thiết cá tức là dùng cái bộ râu ám chỉ cho khu vực của cái quai hàm như vậy nè. Màu vàng đồng ha, nhưng mà thân của ông này đó, thì cái giả thì đề cập ra thân của ông này đó thì đầy thẹo hết, vì rằng ở đó đó là có một toán cướp bao gồm là 499 tên vậy, là chuyên đi mà gọi là cướp của, giết người cũng như là phá làng phá xóm ha, cái việc mà nuôi mạng như vậy. Thì cho thì cái anh chàng tên là Tambadha Thích Cá này, vì rằng có cái dị tướng như vậy cho nên người ta đặt cái tên của anh luôn, tên là Tambadha Thích Cá luôn. Rồi anh ta là do cái căn bản gọi là tướng tá, gọi là nó rất gọi là bẩm dởm nè, rồi nhìn nó thì rất là gian nè, cho nên nó là
anh ta đi đến nơi này đó là xin cái bọn cướp này đó là được sống chung và được hành nghề chung với bọn 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 cướp này. Thì khi mà cái người mà gọi là trưởng trong cái toán cướp như vậy đó thì thấy anh chàng ta thì bảo rằng đó thì với cái biểu tướng như vậy nè, với cái thân tướng mà đầy thẹo kiểu đó, rồi bắt đầu ánh mắt cũng như là tướng trạng vậy ha, thì cái kẻ này thì có thể là nó làm bất cứ cái việc gì, nó không có ngán bất cứ cái gì, cả khi mà giết cha giết mẹ nó cũng có thể làm được nha. Cho nên ông không có nhận, ông thấy này nó quá dữ đi, ông không có nhận nha. Nhưng mà anh Tâm Bá, cái chàng mà Tâm Bá Đa Thiết Cá này mới đi đến cái người mà gọi là người 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 trưởng phó rồi đó, cũng nài nỉ năn xin như vậy, rồi khiến cho ông ta cũng mềm lòng vậy, cho nên ông ta mới đi đến cái người mà trưởng mới xin cho, thì sau đó người ta cũng chấp nhận cho ông nha. Thì khi mà được gia nhập vào trong cái toán đó, tổng cộng hồi nãy là 499 tên và ông thiếu một tên nữa, tức là khi mà chàng này gia nhập vào đó là thành 500 tên, 500 toán cướp ha. Thì vì rằng cái toán cướp này rất là hung tợn vậy, khiến cho ai cũng không có thể mà bắt được nó hết nhỉ? Cho nên nhà vua mới gọi là mới cho quân đội vậy đi 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 bắt cái toán cướp này, vì rằng nó đã gây ra rất là nhiều cái vụ án và làm mất trị an ở một số khu vực như vậy. Thì khi bắt được hết toán cướp 500 tên rồi đem về và kết án là tử hình vậy. Nhưng mà cái người đau phụ ở, làm cái việc cho vua đó, khi mà thấy những cái tên mà tội phạm này nó quá hung tợn, hình dáng của nó rất là kinh tởm vậy, cho nên người ta cũng sợ, người ta không dám vậy. Các vị biết rằng có những người ha, với cái dáng vóc với cái nhân quả của ác nghiệp á, cho nên có cái dáng vóc có cái hình dáng đó, nhìn rất là ghê vậy, nhìn vô là mình thấy mình sợ liền vậy. Đó thì cái trường hợp này cũng tương tự như vậy. Đó thì ngay cả các ông đau phủ mà ông nhìn nó còn sợ nữa mà. Cho nên đó thì Đức Quang mới bảo rằng đó là bây giờ đó thì đa phụ cũng sợ, cho nên đó là sẽ hỏi từng tên trong năm tên trong 500 tên đó có tên nào có thể đứng ra đại diện làm cái phận sự giống như một người đa phụ để hành hình năm hành hình 499 tên còn lại hay không. Thì hỏi từ cái tên mà tên trưởng cái toán cướp đó cho đến khi mà cái tên cuối cùng tên gần cuối cùng đó, thì cũng không ai dám làm hết. Vì rằng thứ nhất là họ sống dẫu rằng họ sống ác nhưng mà họ sống họ 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 đoàn kết bè lũ vậy, cho nên họ không có muốn sát hại những người mà trong 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 nhóm của mình. Mà riêng khi mà hỏi đến gọi là cái anh chàng cuối cùng là tên là Tâm Bá Đa Thi Cá này, thì khi mà Đức Vua hỏi như vậy, anh có thể làm cái phận làm cái công việc tức là thay cái ông Đao Phủ mà gọi là hành hình 499 tên hay không, thì anh ta chấp nhận liền. Và anh ta làm một việc rất là hoàn thiện vậy. Thì về sau đó thì Đức Vua thấy rằng anh này là có cái khả năng, tức là không có ngại, không có sợ cái gì hết vậy, không có ngán bất cứ ai hết vậy, cho nên nó là giữ cho cái chức đó luôn. Và cũng tương tự như vậy thì ở về sau đó thì vua cũng ra lệnh bắt được 500 tên khác cũng ở một cái hướng khác, cũng nổi loạn lên, cũng 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 cướp bóc ở dân chúng này đó. Khi mà đem về như vậy đó thì anh chàng mà Tâm Bá Đa Thi Cá này cũng đứng ra làm cái việc gọi là hành hình bọn họ. Rốt cuộc là đến mà bốn phương tức là Đông Tây Nam Bắc, thì cứ mỗi phương như vậy thì có một cái toán toán cướp ha, gồm 500 tên như vậy. Thì cái toán của ảnh thì gồm là 500 nhưng mà trừ ảnh đi thì còn là 499 tên, cộng với lại ba cái hướng kia nữa thì tổng cộng ngót là gần 2.000 tên, tức là ngoại trừ ảnh tức là 1.999 tên. Thì anh đã hành hình đến mức như vậy đó, thì tức là anh chỉ tức là rồi sau đó đó thì khi mà không còn cướp nhiều như vậy đó thì anh cũng lai ra cũng chặt cũng cũng hành hình một số người như vậy, cho đến khi mà gọi là đánh khi mà luống tuổi rồi, cái sức khỏe cũng không còn nữa, cho nên anh ta đó không thể nào mà gọi là một dao mà có thể chặt đứt được một đầu nhỉ? Mà cho nên chỉ có thể là chặt có thể là hai ba nhát như vậy, cho nên là người ta thấy rằng nó như vậy nó rất là tội cho tội nhân nhỉ, vì rằng họ phải chịu đau khổ như vậy. Cho nên mới nghĩ rằng đó là phải kiếm người thay thế nhỉ. Thì cái anh chàng này đó thì
từ hồi nhỏ tới giờ, khi mà lớn lên va chạm vào đời rồi bắt đầu là gia nhập vào cái toán cướp này, cho đến khi mà làm cái nghề gọi là rau phủ suốt 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 55 năm liền vậy. Cho nên đó là ông chưa bao giờ được một lần có là được mặc 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 đẹp một y phục mới, chưa bao giờ đó là được ăn một cái món ăn gọi là thượng vị, ví dụ như cháo sữa, rồi chưa bao giờ đó là được tắm rửa rồi sức nước sức sức dầu thơm. Thì sau khi mà gọi là về hưu rồi, chúng ta dùng cái nghĩa về hưu đó, sau khi mà được 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 về hưu rồi, tức là sức khỏe cũng không còn nữa, cho nên ông mới về nhà và ông bảo người nhà đó là hãy hãy làm những cái điều ước như vậy cho ông vậy, những cái gì mà ông chưa từng trải trước đây vậy. Thì khi mà ông tắm rửa sạch sẽ rồi, ông bôi dầu thơm rồi, rồi nhà cũng nấu cho ông là cơm dừa sẵn ở đó rồi. Thì sáng hôm đó đó, thì sau khi mà Tôn giả Sariputta xuất khỏi cái thiền thiền định, thì ngài quán chiếu thấy rằng đó là, thì ngài thấy rằng đó là hôm nay đó là ta sẽ cất thực nơi đâu nhỉ? Và ai sẽ có duyên nhỉ? Rồi ngài thấy rằng đó là cái ông đao phủ này, cái ông đao phủ này có cái duyên lành nhỉ? Được gieo cái ruộng phước, tức là cúng dường cái phần cơm sữa của mình nhỉ? Đến cho ngài. Cho nên và ông cũng có cái cơ duyên để chứng đắc quả vị. Cho nên đó là tôn giả mới đi đến để hóa độ cho ông. Thì dẫu rằng đó là suốt 55 năm đó là làm cái nghề gọi là thất đức kiểu đó. Và trước đó cũng là chuyên làm những cái người chuyên làm những cái nghề gọi là tổn hại, tức là hãm hại người khác vậy. Thì cho nên đó, nhưng mà cái căn lành của ông nó vẫn còn vậy. Cho nên khi mà thấy tôn giả Sariputta mà đi khất thực đứng trước nhà như vậy, thì ông rất là hoan hỷ vậy. Nhưng mà ông cũng có sự mà hổ thẹn, ái ngại vì rằng mình làm cái nghề này rồi ở đây ai cũng biết hết nhỉ. Cho nên ông cũng kêu người nhà đó là mời ngài vào nhỉ. Thì khi mà mời ngài vào rồi như vậy đó, thì ông cũng tự tay cúng dường cái phần cơm sữa rất là chu đáo đến Đức Phật, đến tôn giả Sariputta vậy. Thì sau khi mà thọ thực xong rồi đó, bắt đầu là tôn giả mới thuyết pháp cho ông. Thì trong cái lúc mà nghe pháp như vậy đó, ông rất là ái ngại vì rằng á, chúng ta biết rằng khi mà cái việc mà làm phước thông thường đơn giản giai đoạn đầu đó, thì đối với người ác người không ác thì có thể làm được hết, nhưng mà riêng đối với cái vấn đề mà nghe pháp và quán chiếu thực hành ngay tại chỗ như vậy đó, thì đối với người làm ác như vậy thì người ta sẽ có cái sự hối lỗi hoặc như tàm quý, lúc đó là sự hởi sanh nhỉ, hổ thẹn và ghê sợ những kinh hại, những cái tội lỗi như vậy. Rồi vị đó hối hận những cái tội lỗi mà mình trước đây mình đã làm nhỉ. Cho nên khiến cho vị đó tâm tư không có được an tịnh để chuyên chú lắng nghe và quán chiếu pháp ngay tại chỗ đó. Cho nên đó là vị đó không có không không tỏ ra cái thái tỏ ra cái vẻ, tức là không có hoan hỷ không có hoan hỷ. Thì tôn giả Sariputta mới hỏi vì sao vậy, thì ông mới nói rằng đó, vì rằng đó, trước đây đó là con làm cái nghề đao phủ đã giết rất là nhiều người trong suốt 55 năm nay cho nên là tâm tư con không có thể mà an tĩnh mà để nghe pháp được từ ngài vậy. Thì tôn giả Sariputta biết rằng đó là vị này có cơ duyên có cái cơ duyên chứng đắc được Tu Đà Quần vậy, cho nên đó là ngài mới bảo rằng đó là nhưng mà cái lúc mà ông sát nhưng mà lúc mà ông làm cái nghề mà đau phụ như vậy đó, thì khi mà ông hành hình tội nhân như vậy đó, thì ông có cái ý là muốn giết hay là bị người khác sai xử. Thì để làm cho ông khuây khỏa đi để cái tâm ông có thể là hướng về cái vấn đề mà nghe pháp được, cho nên là được. Tôn giả Sariputta mới hỏi kiểu đó. Thì ông mới bảo rằng đó là do Đức Vua ban lệnh cho nên tôi mới làm thôi vậy. Thì ngài mới bảo rằng đó, thì nếu mà như vậy đó thì ông cần gì phải lo nhỉ? Vì rằng Đức Vua ban lệnh mà ông chỉ hành lệnh theo cái phận sự, theo trách nhiệm của ông thôi. Cho nên đó bây giờ đó ông hãy cố gắng mà ông hãy giải tỏa cái tâm gọi là sợ hãi, hoảng hốt đó đi và để lắng nghe pháp. Thì quả thật vậy, khi mà cái tâm thế của ông trở lại bình thường rồi, thì khi mà Tôn giả Sariputta tụng kinh Phúc Chúc cũng như thuyết pháp xong đó, thì ông ngay chỗ đó chứng đắc quả vị Tu Đà Quần ngay tại chỗ. Và sau khi mà
Tôn giả rời đi rồi, ông tiện Tôn giả Sariputta trở về rồi, thì vừa đi khỏi một đoạn khuất mắt của Tôn giả Sariputta thì ông bị một con giả xoa nữ tiền thân cũng gây oan trái với ông, tức là ông đã gây oan trái với nó hả, cho nên khi mà nó hóa vào thành một cái con bò cái vậy và nó hút chết cái người này ngay tại chỗ vậy, thì sau khi mà mệnh chung đó ông sanh về cái cõi trời mà Tusita. Thì đề cập đến cái con mà giả xoa khi mà nó nhập vào cái con bò cái và đã hút chết đó, thì trường hợp này của cái ông Đao Phủ, ông Bát Đa Thi Cá này cũng tương tự giống như là của trường hợp của cái vị mà Bút Cú Sa Tý cũng như là Ba Hí Giá cho cái bài kệ phía sau này ha, hoặc như là Đa cũng như là Suppabuddha, như trường hợp của vị Suppabuddha cũng tương tự như vậy luôn. Thì sau đó các vị tỳ khưu mới đề cập đến cái câu chuyện này, tức là ông này ông hành nghề đao phủ trong suốt mà 55 năm làm những cái việc ác như vậy, nhưng mà chỉ vì hôm nay đó mà được cúng dường thực phẩm đến Tôn giả Sariputta, rồi ông mệnh chung nhưng mà cũng không biết ông sanh về đâu vậy, cho nên các vị đã hỏi hỏi bàn với nhau vậy. Thì Đức Phật mới biết được cái câu chuyện như vậy, Đức Phật mới 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 mới, mới cho biết rằng đó là ông đã sanh về cõi Tusita, tức là cõi đau xuất rồi ha, trên cõi Ta Quá Thiên Xá. Thì các vị mới bảo rằng đó là ông đã làm biết bao nhiêu cái ác nghiệp trong mà thời bình sinh trước đó nhỉ, mà như vậy đó chỉ với cái lời mà phúc chúc hoặc như cái lời mà thuyết pháp của Tôn giả Sariputta chỉ có chút ít như vậy thôi, mà tại sao mà khiến cho ông có thể sanh lên cái cõi mà cõi chư thiên như vậy. Thì Đức Phật mới nhân cái cơ hội này, cho nên Đức Phật mới thuyết lên cái bài kệ này, mới nói rằng đó là dầu cho đó nói cả ngàn lời nhưng mà vô ích bao, tức là vô ích ha, tức là không có hữu ích nhỉ, vô ích thì như vậy không có đem đến lợi lạc, còn bằng hơn đó chỉ nói một câu như vậy thôi mà nó hữu ích thì nó cũng sẽ tốt hơn, vì rằng sau khi nghe được cái câu như vậy đó thì tâm vị nó sẽ được an tịnh, tức ám chỉ cho là đạt vào thánh quả sơ quả và sau đó Đức Phật đã tán thán cái công hạnh của Tôn giả Sariputta và cũng như là thuyết pháp khích lệ. Sau cuối thời pháp đó thì rất là nhiều vị tỳ khưu để chứng đắc quả vị Tu Đà Quần ha, đó là cái duyên sự của cái bài kệ này đề cập đến cái câu chuyện mà của các ông Đao Phủ Tâm Bát Đa Thi Cá này, sau khi mà nghe cái thời pháp, sau khi nghe được cái lời sắp tấn cái đoạn phúc chúc cũng như là cái thời pháp ngắn của Tôn giả Sariputta vậy, thì ông chứng đắc quả vị Tu Đà Quần Sutta Patimakkha và sau đó ông mệnh chung và sanh về cõi trời Tusita nhỉ. Rồi đó là cái câu chuyện ha, thì chúng ta đi vào trong cái phần chú giải luôn nhỉ. Ở đây nó dài quá, chúng ta tắt tới đây ha, tắt tới đây đi một tí đi. Tathāsahassa mabiti paricchēda vacanaṃ ekaṃ sahassaṃ dve sahassaṃ evansasena chebi parichinna vaya honti. Ở đấy hoặc như trong cái bài trong kệ ngôn ấy ha, được gọi đó là 1.000, được gọi là 1.000 ở đây, tức là parichinna đó, vacanaṃ tức là cách thức cái lời nói nha, cái cách nói gọi là parichinna, tức là Pariccheda chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái sự giới hạn, cái sự ước lượng, tức là cái cách nói ước lượng, ước chừng đó, giới hạn lại tức là 1.000, ước chừng ước lượng như vậy. Rồi cái tiếp nữa là Ekang sahasang due sahasani tí, như vậy chúng ta sẽ thấy chữ tí không? Như vậy là trong cái câu này tức là 1.000 hoặc là 2.000, nhưng mà phía sau đó chúng ta sẽ có Ewang sahasena che bit parichina wa ja honti,
Như vậy đó nè, những cái lời nói nè, những cái lời nói ha. Parichina đây là quá khứ phân từ nè, đây là quá khứ phân từ cũng mang nghĩa tức là được ước chừng, được ước chừng, được giới hạn, được chia ra, tức là ở đây qua cha vì rằng số nhiều ha. Bây giờ những lời nói mà ước chừng với 1.000, nếu mà những lời nói chia bí ha, nếu những lời nói mà ước chừng với khoảng 1.000 như vậy, ví dụ như là có thể là 1.000 hoặc 2.000 tầm cỡ đó ha, là số lượng ước chừng như vậy trên dưới đó, à, chúng ta dùng nghĩa tiếng Việt của mình trên dưới đó. Rồi kế tiếp nữa sao là ta cha ban đó anatha bada sanghita akasa vanna vannana bapata vannana rồi vanna vannana dini pakasakehi aniyana dibakehi anathakehi madehi sanghita yava bahuka honti ơ xin mời bahuka honti tava babika Ewa ti atho. Ta đây tức là qua cha nha. Ta đây tức là qua cha. Và những cái lời và những cái lời nói hả? Những cái lời nói mà được ước chừng, nếu những lời nói được ước chừng tầm khoảng 1.000 như vậy, tức là khoảng 1.000 hoặc 2.000. Tức là 1.000 lời hoặc 2.000 lời, tức là nói như vậy ha. Thì những cái lời nói ấy ta Anatthapada Sanghita mà bao gồm những cái câu mà vô nghĩa. Bao gồm những câu vô nghĩa. Chúng ta đi từ trên xuống dưới luôn. Bao gồm những câu vô nghĩa ha. Hoặc chúng ta bắt từ đây cũng được. Sanghita ra nè. Tức là bao gồm ba đề hi nó thắc kia hí bao gồm những cái câu mà vô nghĩa, những cái câu mà như thế nào aniyana đi bắc kia hí aniyana aniyana tức là ná cộng với niyana ha, cộng với đi bắc cát được bao gồm bởi những câu vô nghĩa, mà đi bắc cát là anh chỉ là ngọn đèn, những câu vô nghĩa không thể làm cái ngọn đuốc, làm những cái ngọn đuốc để niyana tức là việc dẫn đến, sự dẫn đến niết bàn ha, tức là những câu vô nghĩa không dẫn đến cái lợi ích là đạt được niết bàn. Pakkasakehi Pakkasakehi đã chia cùng cách với đây ha, như vậy là Pakkasaka tức là giải thích, được giải thích tính từ Pakkasaka ha, được giải thích như là sự giải thích mà về Akasa Vanana, tức là sự giải thích là sự giải thích về 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 hư không, ví dụ như sự luận bàn, sự giải thích mà về gọi là hư không, bầu trời như thế nào, rồi vần vũ như thế nào, rồi bắt đầu là khí quyển như thế nào, vân vân, hoặc như sự giải thích, sự luận bàn về về núi non, Bapata, ví dụ như núi này cao nhất, rồi có độ cao bao nhiêu, rồi núi này sẽ cao núi kia, rồi núi kia sẽ ngoạn một núi này, vân vân. Rồi qua ná qua ná, tức là cũng là sự luận bàn, sự giải thích về về rừng, về những khu rừng như vậy. Tức là ám chỉ cho, tức là cho dù nói cả một ngàn lời chia bí à, nói cả 1.000 lời mà toàn những cái lời mà vô nghĩa, bao gồm đó là được phân loại như là bàn về hư không, bàn về núi, bàn về rừng, vân vân. Bác ca sẽ hí này ha. Chia cùng cấp với lại Aniya. Aniya na đi bác kê hí. Anata kê hí ba đề hí. Như vậy đó là chúng ta dịch như đây. Sanghita hôn tí. Như vậy là gồm có ta tức là qua cha ha. Tức là những lời đó, đó thì có cái gì? Thì được bao gồm đó là những cái câu mà vô nghĩa, không có dẫn đến cái giải thoát niết bàn, mà nó được giải thích là bàn luận về, giải thích đó là bàn luận về cái gì, về hư không, về núi non, cũng như là về rừng rậm, về rừng rậm vân vân. Thì cái giao quá bá hú, thì cái mà cái sự giải thích đó, cái lời nói đó mà bao gồm những cái điều đó ha, thì giao quá bá hú ca hô tí thì nó có rất là nhiều.
Nói rất là nhiều, nói mà càng nhiều cái đó hả, già quá ba hu càng hồ tiết, mà càng nhiều mà cái lời nói mà vô nghĩa kiểu đó, đó thì ta quá ba bi ca e qua tiếng áp thô, thì càng có nhiều cái bất cái điều ác hả, tức là còn càng tạo ra nhiều gọi là cái quả ác, quả bất thiện. Ví dụ khi mình đề cập về hư không, rồi bắt đầu đó là ban đầu có thể là nói ra cái luận điểm đó là quan kiến của mình, nhưng mà sau đó khi mà người khác nói ra cái quan kiến không giống mình thì có thể từ đó sẽ gây ra cái sự mà tranh cãi, tranh luận, rồi dẫn đến sự đấu tranh, rồi bắt đầu sự 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 sự, sự va chạm giữa tay chân vân vân. Đó, cho nên là nói càng nhiều gia quá báo của cao hô tiếng, chừng nào mà càng nhiều những cái lời nói mà vô bổ vô ích kiểu đấy thì chừng ấy sẽ tạo ra nhiều cái mà ác bất thiện pháp nha, liên quan tới ác thua. Rồi chúng ta tới đây, rồi e căn atthapadanti yang banat ayang kayo ayang kayakata sati pisso vichya adapato katang buddhasa sasanam ti evarupang e căn atthapadang sutra Ragadi vu pasamena upasamati e căn atthapadang, tức là một một câu mà có nghĩa ha, một câu mà có nghĩa, một câu mà có nghĩa ở đây văn đây được gọi là một câu có nghĩa, tức là câu nào, câu nào như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phần này là có trong cái phần hoặc ghép ha, văn ca vô, văn ca vô tức là đây là thân, có nghĩa là ám chỉ đây là cái xác thân này nè, Athi imas nè. Đó rồi. Đây là thân ha. Rồi ajang ka yakata sati. Ka yakata sati anh chị cho là thân hành niệm ha. Tức là sự ghi nhận. Đây, sati tức là sự ghi nhận, sự trực nhận về những cái thành tố mà thuộc về thân. Tức là 32 cái thể trược đó. Tức là quán chiếu có thể đây là thân, đây là danh, là sắc. Đây là cái mà được gọi là thân, bao gồm những cái thành tố gọi là ngũ uẩn hoặc danh và sắc. Rồi có thể là đây là cái đề mục và tu tập thân hành niệm, hoặc như mà đề cập về cái khía cạnh đó là tisso vicha anubato, tisso vicha anh chị là tam minh ha, tức là thiên nhãn minh nè, rồi sanh tử minh nè, rồi túc mạng minh, chứ túc mạng minh nha, sanh tử minh, rồi rồi lậu tận minh ha, anh chị dành ba minh này. Túc mạng minh tức là anh chỉ là cái trí mà nhớ lại. Búp bê ni hoa xa nu sa tí. Búp bê ni hoa xa hả? A ni hoa xa tức là cái trú xứ. Anh chỉ cho là cái cục cái cõi giới hoặc cái mạng sống trước đây. Anu sa tí tức là sự ghi nhớ, sự 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 trực nhận tái diễn lại. Búp bê ni hoa xa nu sa tí. Tức là sự tùy niệm về những cái đời sống trước đây. Trí ở đây anh chị là thần thông đó ha. Anh chị là thần thông đó, nhớ là những cái đời sống quá khứ. Cái đó được gọi là túc mạng minh ha. Bạn như sanh tử minh, thấy rõ được cái sự sanh tử của chúng sanh khác, do cái hạnh nghiệp nào cho chúng sanh đó, sau khi mệnh chung ở cõi giới nào, rồi sanh về cõi giới nào, vân vân. Và cuối cùng tức là cái phần mà gọi là khi nào xa quá. Tức là lậu tận minh ha. Thì anubbato tức là quá khứ phân tử ha, mang nghĩa tức là được được chứng đạt, là chứng đạt. Rồi cá tăng buddha sasa năng tức là anh chỉ tức là lời dạy của Đức Phật ha, mà cá tăng tức là quá khứ phân tử của động từ caroti, mang nghĩa tức là đã hoàn tất những cái lời dạy của Đức Phật, hầu như đã thực hành những lời dạy của Đức Phật. Mà trước khi đó chúng ta sẽ có phần tí này, như vậy là trong cái cụm này chúng ta sẽ dịch cái đoạn ngoài phía trước ha. Ở đây e căn Atthapadang tức là một câu mà hữu nghĩa, một câu mà có nghĩa, tức là những câu nào, nhưng còn một câu hữu nghĩa tức là những cái câu nào, tức là những cái câu mà Atthapadang nè, e căn Atthapadang Ewarupang tức là một câu mà có ý nghĩa như vậy. Tức là khi mà đề cập đến là nói rằng đó là đây là thân. Tức là khi bàn luận, khi đề cập đến đó, đây là thân.
À, đây là thân, tức là một phần của cái phần cái vô anh chị, đó là một phần cái mà được gọi là con người, bao gồm cái hai thành tố nha, một đó là phần vật chất, hai đó là phần tâm lý. Thì đây là thân ha, anh chị cho đó là những cái thành tố mà tạo nên cái con người đó. Khi mà đề cập đến như vậy, tức là đề cập đến cái đề mục quán chiếu trong Vipassana ha, hoặc như là Ajahn Kaya Gata Sati, tức là đề cập đến gọi là cái sự mà tu tập về sự quán chiếu về 32 cái thành tố cấu uế trong cơ thể này, hoặc như đề cập đến cái sự chứng đạt về ba minh, hoặc như là đề cập đến cái việc mà hoàn tất những cái lời dạy của Đức Phật. Thì sau khi mà lắng nghe những cái lời mà hữu ích như vậy, thì raga raga di vubasamena upasamati, thì người đó ha, tại upasamati đây là ngôi thứ ba số ít, cho nên là người đó được gọi là an tịnh, tức là như thế nào, raga di ha, raga di tức là raga cộng a di, rồi cộng với upasama nha, upasama tức là được an tịnh. Như vậy người đó đã được an tịnh với sự tĩnh lặng của tham sân si vân vân. Thì tăng Atthasa Đắc Căng Nibbana Nibbana Patisang Yutang Khanda Đà Tu Ayatana Indriya Apala Puchanga Satipatthana Paribi Bakang Ekam Biparang Sayo Ye Vati Atho. Nghĩa là tăng ở đây anh chị tức là Ekang Atthapadang ha, cái câu nói ấy đó, một cái câu nói mà hữu nghĩa như vậy đó, thì Atthasarakan, Attha là ý nghĩa nha, Attha là ý nghĩa. Còn Saraka thì chúng ta dùng theo nghĩa, tức là Saraka là cụm từ ha. À, được thực hiện, được hoàn tất. Ở đây chúng ta thấy chia đây e cam bí ha, tăng nè, tăng e cam bí ba đăng, tức là cái câu nói e căn bá đăng, tức là một câu nói nha, một câu nói ở đây chia cùng cách hết cái phần mà bá đăng này luôn. Một câu nói đó là như thế nào, attha sarakan, rồi bắt đầu nippa nappati sanyutang, nippa tức là cái sự tịch diệt, sự tịch diệt tham sân si, hay được gọi là niết bàn đó, pati sanyutang tức là liên hệ, hoặc như là tương ưng liên hệ, hoặc như là liên quan đến niết bàn, tức anh chỉ cho là đạo quả đó ha, bắt lấy niết bàn làm cảnh này. Rồi bắt đầu là khanh đá, tức là anh chỉ cho là ngũ uẩn, đa tú tức là 18 giới, ayatana tức là 12 xứ, indriya tức là 22 quyền, bá lá tức là ngũ lực ha, hoặc như là bhucchanga tức là 7 cái mà chi phần hướng đến sự giác ngộ, hoặc như là bốn cái satipatthana tức là bốn cái nhân, xin lỗi, bốn cái nơi mà an trú niệm. Paridipakang, paridipaka chúng mình dùng theo nghĩa tức là tính từ nha, mà nghĩa là giải thích. Rồi bắt đầu đó là seiyo, seiyo ye quá tức là seiyo ha, seiyo là tốt hơn nè, cộng với e quá nè, nhưng mà chữ y này được thêm vào. Như vậy đó là sau khi mà lắng nghe ha, sau khi lắng nghe một cái câu mà hữu nghĩa như vậy đó, thì được an tịnh với cái sự tĩnh lặng tham sân si, thì một câu ấy ha, tăng e căn bá đăng, thì một câu ấy mở, một câu ấy chúng ta sa đắc cá chúng ta cũng dùng theo nghĩa, tức là có nghĩa, với một cái câu mà gọi là nó có nghĩa ha, rồi nó có sự liên hệ đến niết bàn, rồi nó được giải thích đó là thành uẩn xứ giới đế,
Thành uẩn xứ. Thành uẩn giới xứ quyền lực và giác chi ha, giác chi cũng như là niệm xứ. Thì cái sự thì một câu đó đó thì thật là tốt đẹp, thì là tốt hơn ha. Đấy, thì bạn nghĩ là như vậy, tức là nguyên cái cụm mà gọi trên đây này, từ cái cụm này xuống đây thì chúng ta dùng thì nghĩa là ắt hồ, gọi là một cái câu mà hữu nghĩa, được gọi là một câu hữu nghĩa, có nghĩa rằng văn có nghĩa rằng nó là một câu mà có ý nghĩa như vậy, tức là cái câu nói khi mà đề cập đến gọi là về cái ca dô, về cái thân hành niệm, hoặc như là tam minh, hoặc như là cái sự mà tu tập, chung quy là đến đề cập đến cái khía cạnh đó là học pháp và thực hành pháp và sự chứng đạt pháp đó. Thì sau khi mà lắng nghe cái khía cạnh như vậy đó thì người đó tùy theo căn cơ, tùy theo và là trình độ của mọi người đó, có thể là làm lắng dịu cái phiền não tham sân si dù ít hoặc nhiều. Thì cái lời nói mà liên hệ đến gọi là đề cập đến các pháp thực tính, tức là uẩn xứ giới đế vân vân như vậy, mà hướng đến cái sự mà liên hệ đến cái niết bàn với cái việc mà có lợi ích như vậy, thì cái lời nói, một cái lời nói đó thôi thì cũng mang đến cái sự lợi ích xây vô này ha, thì cả ba đang này cũng xây vô rồi. Như vậy đó là cái ý nghĩa của bài kể này ha, và chúng ta viết luôn cái phần văn xuôi cũng như là cái phần kể ngôn. Về cái phần văn xuôi đó thì nếu cả ngàn, chúng ta viết luôn ha, nếu cả ngàn lời nói gồm toàn, nếu cả ngàn lời nói gồm toàn những câu vô nghĩa, gồm toàn những câu vô nghĩa, phải nếu cả ngàn lời nói gồm toàn những câu vô nghĩa phải, thì một câu, để dùng đây này, thì một câu hữu ích, tức là thì một câu có nghĩa ha, thì một câu hữu nghĩa, thì một câu hữu nghĩa tức là có nghĩa đó, trên là vô nghĩa thì vô là nghĩa, thì dùng thì hữu, thì một câu có nghĩa, thì một câu có nghĩa thôi cũng tốt hơn, thì một câu có nghĩa thôi cũng tốt hơn, vì khi nghe xong văn sutra, vì khi nghe xong chúng ta mở ngoặc ra để chữ người ấy đóng ngoặc lại được an tịnh, thì sau khi nghe xong đó người ấy được an tịnh rồi. Không, cái phần văn xuôi đó thì cái phần kẻ ngôn thì chúng ta biên đó, nếu cả ngàn lời nói xuống hàng gồm toàn câu vô nghĩa xuống hàng tốt hơn một câu nghĩa, một câu nghĩa tức là một câu có nghĩa đó ha, xuống hàng nghe xong phải được an tịnh, nghe xong phải được an tịnh, rồi rồi xin mời giờ sẽ đọc lại ha. Sahasambhavi Jevaja Anathabara Sanghita Ekang Atabarang Sayo Yang Sutta Upasamati. Rồi xin mời một vị mình đọc lại bài kệ này. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư, con xin đọc Sahasambhavi Jevaja Anathabara Sanghita Ekang Atabarang Sayo Dạng sư tòa ạp ụ phá xâm mạc tí. Cảm xin hết. Rồi, cảm ơn cô nhé. Rồi. Rồi, các vị muốn học thêm bài kể nữa không? Hay là bữa nay hai bài kể thôi. Dạ, tùy theo sư ạ. Và như vậy chúng ta học thêm bài kể nữa ha. Yeah.
Rồi, để kể cái tiếp này sẽ là 101 ha, tương thích với lại cái câu chuyện là Bahiya Daru Chiriya Chiriya Therawatthu. Bahiya tức là tên riêng của vị đó ha. Còn mà cái mà Daru Daru có nghĩa là khúc cây ha. Mà Chiriya anh chị là cái vỏ cây. Thera tức là vị trưởng lão đó. À, cái vị, tại vì trước đây đó vị đó là có cái sở hành tức là lấy cái vỏ cây mà bệnh lại mà đang lại mà mặc. Cái vị Bahiya này này. Rồi sau này vị đó xuất gia luôn cho nên vẫn gọi cái biệt danh của vị đó là Bahiya Daru Chiriya Bhikkhu, tức là vị tỳ khu Bahiya mà bệnh vỏ cây mặc đó. Đây là câu chuyện về vị đó. Rồi chúng ta sẽ đi về mời kể trước ha. Sahasamabi chegatha anatha bara sanghita ekang gatha barang sayo yang supa upasamati. Cái bài kể số 101 này đó thì cũng tương tự giống như bài kể số 100, nó chỉ thay đổi chỉ có là cái phần mà chúng ta coi đây. Phía trên tức là sahasa che qua cha ha, thì dưới đây chúng ta thay cho nó gatha. Rồi anathapara sanghita cũng tương tự luôn, anathapara sanghita. Rồi ekang athaparang seyo thì ở đây ekang gatha parang seyo, thay cho cái chữ mà qua cha thành gatha đây. Rồi yang sutta upasamati cũng tương tự lên phía trên luôn ha. Và như vậy về cái phần mà văn su thì chúng ta cũng đổi thành như vậy luôn. Rồi, chúng ta cũng đọc đó là Sapasang Abhije Gatha ha. Ta chỉ Gatha mà thôi. Gatha thôi. Rồi, Anatha Padasanghita. Rồi, kế tiếp nữa là Yang Sutta Upasamati Ekang Gatha Padang. Đang xây vô. Rồi. Rồi như vậy chúng ta chỉ cần tách ra như vậy thôi. Rồi ok. Rồi về còn cái duyên sự của cái bài kệ này đó thì bài kệ này được Đức Phật thuyết ra tại Cetavanasavati ha. Đề cập đến cái vị tỳ khu Bahiya Daru Chiriya Bhikkhu. Bhikkhu tức là vị tỳ khu rồi. Thì cái vị này đó thì chúng giải đề cập đó tức là ông ông sanh trong một cái gia đình gọi là trưởng giả ở Bahiya cho nên ông mới được đặt tên là Bahiya. Và vì rằng đó là do gia đình có cái truyền thống tức là đi buôn, làm thương nghiệp mà cho nên đi buôn theo đường thủy đó. Cho nên có một lần nọ vậy. Khi mà ông đi cùng cái đoàn thương buôn này. Để đi đem những cái vật phẩm mà mình có được nhỉ, để đem trao đổi đến những cái vùng khác như vậy nhỉ. Thì cái đoàn thương buôn của ông đó thì khi mà ra khơi đó vô tình gặp những cơn bão nhỉ, cho nên nó là thuyền cũng bị đánh vỡ hết luôn và những người trên thuyền đó đều tử mạng, đều tử vong hết nhỉ. Riêng chỉ còn có một mình ông thôi.
Và khi mà ông trôi dạt vào ở cái cảng mà Suparaka ha, thì nơi đó đó thì do bị trôi dạt ở trên biển cho nên là quần áo cũng bị đánh tung ra hết, rách rưới hết rồi, cho nên ông không còn một cái quần áo gì cả. Cho nên khi mà ông trôi dạt vào trong bờ như vậy đó, thì ông mới bèn là lấy những cái vỏ cây như vậy ông bệnh 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 lại nhỉ, rồi bắt đầu ông làm thành những cái tấm có thể che đi những cái chỗ mà cần che nhỉ. Thì một số người ở trong những cái người mà dân chài ở cái vùng đó, đó thì khi thấy ông mà với cái hạnh gọi là mặc y, mà thường thì người ta sẽ mặc quần áo, còn cái này là không mặc quần áo mà chỉ lấy vỏ cây mà bệnh lại, thì ta nghĩ rằng đó là cái vị này đang thực hành sa môn pháp, là một vị thánh A-la-hán vậy. Rồi đó là cầm lấy một lượng một cái vỏ sò để đi vào làng đi xin ăn như vậy, thì người ta nghĩ rằng cái vị này thật sự là một vị A-la-hán được tu tập rất là tốt rồi, là một vị thánh vậy. Cho nên người ta rất là kính ngưỡng tôn trọng ông. Rồi trong một quá trình mà dài ông sống ở đó, khi mà được người ta tôn trọng như vậy, ông cũng tự mãn, ông cũng nghĩ rằng đó là chính ta là một bậc A-la-hán vậy. Cho nên có nhiều người họ đem đến y phục, rồi đồ ăn thức uống tốt nhỉ. Khi mà đưa cho ông y phục đó thì ông nghĩ rằng nó nếu mà ta mặc y phục như vậy đó thì sẽ giảm đi cái sự tôn trọng của quần chúng ở nơi này. Cho nên ông không mặc, ông vẫn giữ cái hạnh như vậy. Và ông đinh ninh trong một điều đó là ông là một bậc A-la-hán. Và trên đời nếu mà có vị A-la-hán nào đó thì ta sẽ là một trong những số đó. Rồi vì rằng đó là trong trong cái thời mà quá khứ đó ông cùng với lại sáu vị tỳ khưu nọ vào cái thời rồi Đức Phật Kassapa vậy, thì bảy cái vị này thì có cái tâm gọi là vào cái thời kỳ mà là giáo pháp của Đức Phật Kassapa mà sắp sắp phải suy tàn rồi ha, thì lúc đó là các vị đó, các vị chúng tăng thì sống cũng là dễ vui buông lung vậy, cho nên có bảy cái vị này là khởi lên cái tâm gọi là kinh hãi những cái việc như vậy, cho nên là muốn đó là phải thực hành pháp một cách miên mật để chứng đạt ngay trong kiếp hiện tại này, thì các vị đó đó là mới rủ nhau đi vào núi vậy và thực hành pháp xuyên suốt ở trong một cái hang động, bằng cái việc leo lên rồi bắt đầu leo lên cái hang núi đó rồi bắt đầu là bỏ luôn cái thang vậy. Chừng khi đến nào mà chứng đắc quả vị thấp nhất là Tu Đà Quần vậy, còn cao nhất là vị A-la-hán thì có thể là rời khỏi cái hang động này. Thì ở trong đó thì có ngày đầu đó thì cái vị trưởng lão đầu đó thì vị đó chứng đắc quả vị A-la-hán, rồi ngài mới ngự qua bên Bắc Cu Lưu Châu vậy để đi khất thực và cũng như đem thực phẩm về cho các vị này. Nhưng mà các vị này trước khi đó đã có một cái lời thề, tức là chừng nào đó chứng đắc quả vị đó rồi bắt đầu là mới mới đi bát mới thọ thực vậy. Còn cho nên đó là người nào mà gọi là đi bắt giùm cho rồi đem thực phẩm về các vị cũng không dùng. Cho nên đến ngày hôm sau đó thì cái vị thứ hai đó chứng đắc quả vị A-la-hàm. Thì cái vị thứ nhất là đã viên tịch rồi. Rồi sau đó đó thì cái vị chứng đắc A-la-hàm cũng viên tịch luôn, cũng sanh về cõi 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 Phạm Thiên nha. Còn năm cái vị kia thì không chứng đắc gì cả. Sau khi mệnh chung đó là đều sanh lên cõi cõi trời hết nha. Thì cái vị mà Ba Hí Giá này là một trong mà năm cái vị mà tái sanh từ ở cõi trời mà hóa sanh xuống cõi người này, tức là một trong năm vị mà không chứng đắc quả vị A-la-hán cũng như là A-na-hàm. Thì cái vị mà gọi là thấy có một vị cái vị mà chứng đắc quả vị A-na-hàm bây giờ còn ở trên cõi Phạm Thiên đó, thì khi mà thấy được cái người bạn của mình trong thời quá khứ đã từng tu tập với mình, tức là cái vị mà đạo sĩ mà Ba Hí Giá bệnh cây như mặc cái vỏ cây mà bệnh lại như vậy, khởi đến cái tà kiến chắc cho rằng là ta là một vị A-la-hán và ta đang thực hành cái con đường đưa đến sự A-la-hán này, thì cái vị bản này tức là cái vị thánh, cái vị Phạm Thiên thánh thánh quả thánh thánh tâm quả này mới khởi lên cái lòng từ mẫn vậy, cho nên muốn hóa độ cho cái vị này, muốn giúp đỡ cho cái vị này, cho nên muốn mới hóa hiện xuống và dạy rằng và mới bảo rằng đó là ông không phải là một bậc A-la-hán. Và khi mà đạo sĩ mà Ba Hí Giá này khi mà thấy vị Phạm Thiên như vậy, cho nên vô cùng kinh hãi và hổ thẹn vậy. Cho nên mới biết rằng đó là mình không phải là một bậc A-la-hán vậy. Cho nên mới hỏi rằng ở trên đời này có một vị A-la-hán nào hay không vậy. Thì cái vị Phạm Thiên mới nhắc rằng đó là
ở cái xứ quốc độ phía bắc như vậy đó. Và tại kinh thành Sakhothi như vậy có một có đức Phật vậy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vậy đã xuất hiện ở đó, và tăng chúng của vị đó là vô vàn những vị A La Hán ở đó vậy. Rồi ông rồi rồi vị Phạm Thiên mới chỉ cho vị này mà đi về con đường đó vậy. Thì sau khi mà ông tìm đến thì trong kinh đề cập đến đó là từ cái mà đoạn đường từ chỗ ông mà đến chỗ đó là 120 do tuần dạ. Tầm khoảng gần trên dưới 2.000 cây số như vậy. Thì khi mà buổi chiều ông gặp như vậy là ông phát nguyện, tức là ông muốn đi liền luôn dạ. Vì rằng lúc đó tâm ông rất là hoan hỷ dạ. Dạ. Cho nên là trong suốt một đêm như vậy mà ông đi tầm khoảng 120 cây, 122, 20 do tuần như vậy. Thì được đề cập đó rằng đó là do cái sự mà trợ giúp của vị Phạm Thiên dạ. Như và với cái với cái sự giúp đỡ của Đức Phật dạ. Vì rằng Đức Phật biết rằng đó là sáng ngày hôm sau đó là cái vị đạo sĩ Bahiya này sẽ đi đến tìm Đức Thế Tôn. Và sau khi mà thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp cho, và sau khi ông chứng đắc quả vị A-la-hán, rồi bắt đầu ông sẽ viên tịch. Ngay sau đó khi mà bị có con bò mà nó hút chết ngay tại chỗ đó. Sau khi Đức Phật rời đi. Quả thật, khi mà sáng hôm sau ông đã đi đến Sawatthi rồi. Thì khi mà ông đến đến chùa Chitawanath thì lúc đó Đức Phật đã đi khất thực rồi, đi vào làng khất thực rồi. Thì ông mới hỏi chúng thì khô thì các vị đó mới bảo rằng đó là Đức Phật đã đi vào làng khất thực rồi. Và ông cũng men theo đi vào trong thành để thỉnh cầu Đức Phật, vì cái tâm rất là hoan hỷ vậy. Suốt cả một đêm suốt cả một đêm trường vậy, ông đi dài như vậy, suốt 120 do tuần như vậy. Rồi khi mà vào trong kinh thành, ông thấy cái hình dáng của Đức Phật vậy, với cái quang tướng cũng như hào quang như vậy, ông rất là hoan hỷ vậy. Và ông đi theo, và khi mà được dịp đó là bắt ông thỉnh cầu Đức Phật đó là hãy thuyết pháp cho con vậy. Thì Đức Phật xét rằng đó là vì rằng á là thứ nhất là ngài đang đi khất thực, đây không phải thời mà để thuyết pháp vậy. Thuyết pháp là khi nào mà đã khất thực rồi, trở về một khu rừng ở dưới một gốc cây rồi đó vậy. Sau khi thọ thực xong rồi bắt đầu đó là thường đó, nếu mà thỉnh cầu thì Đức Phật sẽ thuyết liền nha. Còn trong trường hợp này đó, một mặt là như vậy, một mặt đó là Đức Phật quán xét rằng đó là do ông đi các con đường, do ông trải qua con đường hành trình quá dài 120 do tuần nha, cho nên cái tâm tư của ông á bây giờ nó đang bị xáo trộn nha, đang bị xáo trộn nha. Cho nên Đức Phật từ chối, Đức Phật không có thuyết pháp cho. Và ông thỉnh cầu đến hai lần như vậy, rõ mới bạch rằng đó là bạch ngài đó là do cái chết, do cái sanh mạng á, do cái sự chết á, đến với con cũng không biết lúc nào, và đến với ngài cũng không biết lúc nào. Cho nên bây giờ đó là con có cái tâm rất là tha thiết muốn nghe pháp vậy, cho nên thỉnh cầu ngài đó hãy hoan hỷ thuyết pháp cho con nghe vậy. Thì sau đến cái lần thứ ba khi được thỉnh cầu như vậy, Đức Phật xét rằng đó bây giờ tâm của ông đã điềm tĩnh lại rồi, đã điềm tĩnh lại rồi, cho nên Đức Phật mới đứng ngay giữa đường và Đức Phật thuyết lên cái đoạn kệ, tức là đít thiết. Chúng ta được coi cái đoạn này ha. Cái này nó nằm nó trắng ở đây rồi. Đây. Đây. Ở đây là trong phần của Đức Các Ba, trong phần của Đức Kanika giá thịt tiểu tụng ha, trong Udana, trong cái bộ Udana, trong cái bộ mà gọi là cảm hứng ngữ đó, thì có cái bài kinh mà nói về Bahiya Sutta này ha. Thì trong khi mà đi đó, cho nên là Đức Phật nè, cái Tasma, cái đoạn này ha, cái Tasma Tihate Bahiya Ewang Sikitapang. Do vậy ở đây này Bahiya, ông phải cần phải tu tập Sikkhitappang, tức là từ động từ đây là khả năng phân từ ha, khả năng phân từ đó là nên đáng tu tập, nên đáng thực hành cái gì, thực hành cái này Ditthe Dithammatang Pavissati Sutte Sutang Mattang Pavissati Mutte Mutamattang Pavissati Vinyate Vinyata Mattang Pavissati Pavissati Ewanhite Bahiya Sikkhitappang. Tức là cần phải tu tập như thế nào, cần phải trao dồi, cần phải thực hành như thế nào, tức là
Ở đây đít thê ha, đít thá tức là cái sự thấy ha, đít thá là sự thấy, mà đít thêm như vậy chia theo vị trí cách ha, đó là trong cái trong trong khi thấy đó ha, trong khi thấy. Tại đít thá là quá khứ phân từ của từ passé tí, quá khứ phân từ được sử dụng như tính từ ha. Khi được thấy ha, khi được thấy thì đít thá mắt tăng bất với sanh tí, tức là trong cái thấy nè, trong 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 cái mà trong cái được thấy nè, thì chỉ là cái thấy mà thôi, mắt tá ha. Mắt tá này dùng theo nghĩa tức là chúng ta dùng theo nghĩa tức là tính từ hay mẹ là được ước chừng đó, ước chừng hoặc như là chỉ là ước chừng hoặc như là chỉ là nha. Nếu chúng ta dùng theo nghĩa là ước chừng đó thì sẽ chỉ là bao quát sát tí, từ động từ bao quát tí nha, tức là sẽ là cái gì, sẽ là cái việc thấy mà thôi, trong cái việc thấy, trong khi thấy đó sẽ là cái sự thấy trong cái việc thấy mà thôi. Hoặc như là su tá ở đây tức là cũng là quá khứ phân từ của từ su na tí nha, mang nghĩa tức là trong khi nghe, su tê nha, thì sẽ chỉ là được nghe mà thôi. Rồi mú tá tức là cũng là quá mú tá tức là quá cũng là quá khứ phân từ của từ mú na tí nha, mang nghĩa là biết, biết hoặc như là hiểu. Thì trong trường hợp mà mú tá này bao gồm luôn cả cái phần mà đó là vì rằng cái đít thê này ám chỉ cho tức là ám chỉ là trong cái việc thấy, trong cái việc nghe, và mú mú tá này trong cái việc mà đó là ngửi, nếm và đụng luôn. Rồi còn có vinyate này tức là cái việc mà thức trí, cái việc mà hiểu rõ, nhận biết, biết rõ, thì bao gồm đây ám chỉ là nó thuộc về cái phần 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 hiểu biết, phần tâm ý nha. Thì cho nên chúng ta sẽ có cái cụm từ gọi là đít thá sú tá mú mú tá. Đít thá sú tá mú tá. Và huynh nha tá luôn ha. Thì bây giờ đó chúng ta coi cái phần trong xíu. Udana như là Bodhipagga ha. Đoạn này là đoạn đoạn 10. Đoạn này là đoạn 10 ha. Đoạn 10. Đây đoạn 10 đây. Đoạn 10 thì chúng ta Arahan. Đây. Trong cái phần mà cái câu này đó, ông hãy nè. Do vậy ở đây nè, này Bà Hí Giác, ông cần phải tu tập nè cái Sikkhitappang này. Từ cái đoạn mà Sikkhitappang à. Được gọi là Sikkhitappang ám chỉ cho tức là cái gì? Adisi la sikha di năng disa nam bi sikha sikha năng vasena sikha rang katapang, tức là ám chỉ cho cái gì? Disa na tức là đối với ba ha. Chỉ cùng cách với lại y năng đây, tức là sikha năng tức là sự tu tập về tam học đó, bao gồm đó là adisi la tức là tăng thượng giới, tăng thượng định và tăng thượng tuệ ha. Đó. Rồi yatha bana sikkhitappang thì như vậy được gọi là sikkhitappang ha. Còn mà ditthe, ditthe
Ditthe dithammatang pavisanti thì dùng theo nghĩa tức là ở đây đó. Cái ditthe dithammatang ở đây tức là bao gồm như thế nào? Tức là rupa yatane chakku vinyane dithammatang. Rupa yatane tức là chia theo vị trí cách ha, tức là anh chỉ cho trong sắc xứ. Xứ thì chúng ta phân ra là 12 xứ thì có bao gồm là 12 xứ ha, tức là gồm 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ tức là bao gồm gì? Tức bao gồm là các giác quan, bao gồm đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì đối với lại sáu cái giác quan như vậy thì chúng ta sẽ có là sáu cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nói theo thực tính pháp nha. Cảnh sắc tức là những cái màu sắc ha. Thì đây rupa yatana, vì rằng ở đây ditthe tức là trong cái việc mà được thấy ha, trong việc được thấy ám chỉ tức là trong cái cảnh sắc. Là chakkhu viññāṇena, ditthā chakkhu viññāṇena tức là với cái tâm nhãn thức. Ditthā mattang tức là chỉ có việc thấy, chúng ta dùng theo nghĩa ước chừng hoặc như chỉ có ha, tức là dùng theo nghĩa chỉ có thấy, chỉ có cái sự thấy bằng cái tâm nhãn thức ở trong cái cảnh sắc mà thôi, chứ không có khởi lên cái ý nghĩ. Rồi chúng ta sẽ đọc tiếp nè, mà thôi ha. Rồi bắt đầu yathā hi chakkhu viññāṇang rūpe rūpamatte vapassati na aniccā di sappavaṃ evameva sesaṃ. Yathā hi, thật vậy ha, cũng giống như đó là khi thấy, cũng giống như là cái gì thấy, chakkhu viññāṇang tức là cái tâm nhãn thức thấy được, thấy cái gì, chỉ thấy cái gì ở đây yêu quá nè, tức là cái tâm nhãn thức chỉ thấy được cái cảnh sắc, cái đặc tính sắc mà trong cái cảnh sắc mà thôi. Na anicca di sappavaṃ tức là cái bản chất ha, cái bản chất, cái tính chất, chứ không phải là thấy được cái bản chất, cái tính chất mà vô thường trong đó. Tức là khi mà cái tâm mà, nếu mà chúng ta học về ví dụ pháp về lộ trình tâm với tám quy thí, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái tiến trình mà lộ mà nhãn thức như vậy đó, thì sau khi cái sát na tâm gọi là khai ngũ môn, thì kế đến đó là cái sát na tức là nhãn thức, chắc khu quy nhà đó là cái phận sự tức là khởi sanh lên, ghi nhận, bắt lấy cái cảnh đó mà thôi, bắt lấy cảnh sắc đó mà thôi. Rồi bắt đầu nó diệt đi, nó sẽ làm duyên trở cho cái là cái tâm mà samatichana, tức là tâm tiếp thâu. Như vậy ở đây chỉ là duy nhất là thấy cảnh sắc mà thôi, chứ không có mà thấy được cái bản chất là vô thường, khổ và vô ngã nha. Yêu quá mê quá si sang thì cũng như vậy đối với những cái phần còn lại nha. Rồi chắc khu dwarika viññāṇena hi me dithamatte dithamat dithamata me wa pavissati ti sikkhitappa o sikkhitappanti atho. Thì như vậy có nghĩa rằng đó là cần phải tu tập, cần phải phát triển cái gì, ta sẽ thật vậy ha, chỉ có cái sự thấy, sẽ chỉ có cái sự thấy cho ta bởi cái tâm mà nhãn thức mà thôi. Rồi attha va ditthe dithang na ma chakkhu viññāṇena rūpa vijñānanti attho. Tức là ditthe dithang tức là thấy trong cái sự thấy, thấy trong việc thấy mà thôi. Được gọi là thấy trong việc thấy là nama, được gọi là thấy trong việc thấy ám chỉ tức là rupa vijñānanti tức là cái sự biết về cảnh sắc bởi cái tâm nhãn thức. Rồi mất tăng tí ba ma năng, cái chữ mà mắt tăng nè dùng theo nghĩa tức là ba ma năng tức là sự ước chừng ha, sự ước chừng mắt tá đó, ví dụ đi thăm mắt tá tức là sự ước chừng, khoảng như là chỉ thôi. Chung quy nguyên cái đoạn này đó thì nói rằng đó tức là đi tham mắt tăng tức là khi thấy chỉ là thấy mà thôi, tức là ám chỉ cho là cái phận sự của tâm nhận thức, chỉ ghi nhận cái việc thấy mà thôi, chứ không có phân đoán, không có làm phân đoán rằng đây là cái cảnh tốt, đây là cảnh không tốt, đây là màu sắc ưa thích, đây là màu sắc không ưa thích, chỉ dừng lại ở nơi đó mà thôi. Vì rằng khi mà mình có cái sự phân đoán, có cái sự mà phán xét như vậy thì sẽ lồng ghép vào những cái tư tưởng, những quan kiến riêng như vậy, tự nhiên vậy sẽ làm cái duyên để sanh lên cái bản ngã, cái tà kiến chấp ngã ở trong đó, đó là tôi đang suy nghĩ, đó là thuộc về tôi, vân vân. Cho nên Đức Phật bảo rằng đó là chỉ dừng lại ở cái việc đó mà thôi, tương tự như là cái việc mà gọi là việc nghe, cũng như là việc chấm giờ luôn rồi hả.
chúng ta tạm nghỉ ở đây đi ha. Bữa sau chúng ta nói tiếp đi chứ bây giờ nói cũng chúng ta còn dịch chưa xong cái đoạn bên đây nữa. Dạ. Cảm ơn sư nhiều. Rồi, tôi xin kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây và phần phước phát sinh và sự chia sẻ pháp như nên tất cả chư tiên và xin chia sẻ tất cả các vị. Ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lạc nhất pháp của Đức Phật Gautama. Và để kết thúc bài học, kính thỉnh các vị hồi hướng mà có Buddha Sasanang Chirang Tithatu 3 lần. Buddha Sasanang Chirang Tithatu, Buddha Sasanang Chirang Tithatu, Buddha Sasanang Chirang Tithatu, Saru, Saru, Saru. Saru, Saru, Saru. Dạ, chúng con xin kính sư ạ. Dạ, xin mời bác nghỉ ạ. Dạ, con kính trường sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính trường sư ạ.